chào chị nhá. Dạ rồi, em chào chị. Mất đi cái sóng thì giờ đang ngồi yên, cái kiểu nhòm nhòm sóng lên đây nó yếu rồi thì cái quan trọng cái biệt đảo 790.000 ấy. Chào Lạc Lối, chào Thủy Thủy, chào Thanh Hòa, chào mấy chị nha. Chị nào lên rồi chấm cho em một chấm và chia sẻ livestream liền giúp em nha mấy chị nha. Ô, cái kỳ vậy. Chị nào lên rồi nhá, chấm một chấm và share livestream giúp em nha mấy chị. Em thấy chị Đầu Sâm nè, thấy Lily Huỳnh ha, em thấy mọi người nha, em thấy tất cả mọi người nha. Hôm nay em lên nó lên mấy chị ha. Chào Hiền, hello Hiền, chào chị Hoàng Kít nè. Hôm nay lên lên rất là đẹp luôn, mấy chị nhớ chia sẻ livestream đường tay giúp em nhé, share livestream và điểm danh giúp em nha. Không mại thôi hả? Ờ, bây cái gì bà Hiền mới nhắn cái gì ấy nhở? Chẳng đọc được. Rồi lên mấy chị ơi, mấy chị share livestream liền giúp em nha mấy chị ơi. Share livestream cho em 2 lần trang cá nhân và hội nhóm mấy chị ha. Ít nhất 2 lần trang cá nhân và hội nhóm nha. Em đổ bài chưa? Bữa nay có thông báo rồi. Ủa vậy hả? Bữa nay có thông báo rồi hả chị? Đổi màn đi chứ ơi. Bà xem lên bà thuộc bài luôn rồi. Mới đổi xong. Hà Nội nay bắt đầu lạnh rồi, không áo len. Ủa vậy hả? Người nói nóng người nói lạnh vậy ta? Có biết bán đồ gì luôn á. Khu thì nó nóng lắm, khu thì nó lạnh rồi. Thôi bán tốt không mấy chị ha, bán tốt. Bán tốt. Ok, chị Ngọc Yến này rõ hơn chưa? Xem bông lê ơi rõ hơn chưa? Mấy chị share livestream luôn nha mấy chị ơi. Share lên 150 view đầu tiên đi ha. Share lên 150 view đầu tiên em bắt đầu tặng quà mấy chị nha. Bắt đầu tặng quà nha. Em cũng thấy thông báo. Ồ vậy hả? Ồ vậy hôm nay được thông báo rồi hả? Hôm nay em được thông báo rồi. Mấy chị ơi share livestream nhiệt tình nha. Rồi chia sẻ đi mấy chị ơi, chia sẻ nha. Chia sẻ bàn tay giúp em nha. Có váy len không? Có chị Ngọc Yến ơi. Có đầm len luôn Ngọc Yến nha. Hôm nay em lên đồ len nè. Hôm nay lên đồ len nhé. Rồi mấy chị ơi, share like bàn tay giúp em. Share like bàn tay giúp em nha. Đâu rồi ta? Tặng một cái áo len hoành tráng thôi. Tặng một em áo len thật là xinh đẹp đây. Tặng một em len vô cùng là xinh đẹp luôn. Đây nha mấy chị, xe lai bàn tay nha, xe lai bàn tay nha. Đây, xe lai bàn tay tặng luôn em áo len cực hot nha mấy chị nha, cực kỳ đẹp. Đó, rất là xinh luôn ha. Cực kỳ dễ thương luôn, mặc như vậy để dễ mặc áo len mấy chị. Rồi, xe lai bàn tay mấy chị yêu ơi. Chị nào xe lai rồi nhớ điểm danh là đã chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ rồi nhớ điểm danh là đã chia sẻ giúp em mấy chị ha. Đây, em sẽ tặng em áo len này đầu lai nha mấy chị. Tặng em này đầu like luôn ha. Cực kỳ dễ thương ha mấy chị ha. Đã chia sẻ like hôm kia chị chưa thì ôi đọc đây đi. Thì báo lượt chia sẻ. Like hôm kia chị chưa thì báo lượt chia sẻ. À hôm nay chị bận quá Hòa ơi. Nhưng mà chắc là Hòa đến top rồi. Nhưng mà ngày hôm qua là chị báo ai trên 100 view, ai trên 100 chia sẻ đều được nhận quà hết nha. Không cần phải đứng top. Mình đâu có chia sẻ cho chị trên 100 lần là ai cũng được nhận quà hết ha. Để ngày mai là trả luôn hai lượt like luôn nha. Ngày mai là trả luôn hai lượt like. Thảo ơi em gửi hàng cho chị chưa chị Hiền Dinh? À, chưa. Anh Giang không có kịp đứng chiều chị Hiền Dinh ơi. Anh Giang không kịp đứng chiều. Anh Giang sáng mới đau bụng nằm sáng. Nhưng mà chắc chắn là mai là Hiền Dinh nhận được nha. Chắc chắn mai Hiền Dinh nhận được ha.
Rồi mấy chị ơi, chị nào chia sẻ điểm danh là chia sẻ giúp em ha. Là chia sẻ với em. Đâu để chụp cho Hiền nhìn coi, một cái gói hàng to đùng luôn. Gói đẹp đẹp sạch sẽ dễ thương hết trơn rồi. Đó, chờ anh Giang gửi nữa là ok ha. Đã chia sẻ nè. Rồi chị nào chia sẻ rồi nhớ điểm danh là đã chia sẻ giúp em nha. Rồi, lên 150 view đầu tiên em tặng áo len đang mặc mấy chị nha. Lên 150 view đầu tiên em sẽ tặng áo len đang mặc nha. Chia sẻ bàn tay đi mấy chị ơi, chia sẻ và chấm chấm bàn tay cho em nha. Chia sẻ bàn tay nè. Rồi chia sẻ cho thật nhiều chế biết nha. Biết hôm nay vô coi nè nha mấy chế. Hôm qua em không có vô chia sẻ. Ủa vậy hả? Bà hôm qua không có, bà không vô chia sẻ hả bà? Làm chị cứ ngóng. Chị kiểm tra dùm em với Thủy Thủy. Chị cùng thấy thông báo vậy hả? Cảm ơn mấy chị nha. Ơi, em mà gửi hàng xong là em gọi cho báo chị liền nha. Chị cứ yên tâm. Ừ, anh Giang mà gọi là anh Giang báo chị liền à. Anh Giang mà đi gửi anh Giang báo chị liền nha chị Hiền Dinh. Nhưng mà sáng mai chắc là sẽ gửi cho chị đó. Thảo ơi, đeo mình được 5 hôm rồi vẫn chưa được vậy. Chị thấy Thanh Quách 5 hôm chưa nhận được thì Thanh Quách đó ơi. Đó rồi, cái đợt vừa rồi còn chắc khoảng 2 ngày nữa. Đợt đó còn chậm 3 ngày đó. Xem bông lê, kem dưỡng body thơm ngất ngây luôn này, chế yêu. Cảm ơn xem bông lê nha. Ủng hộ chế dài dài nha, kem body là thơm ngất ngây luôn á, vừa thơm vừa trắng ha. Rồi, em lên đồ nha mấy chị ơi, tặng quà này, chuẩn bị đọc mà tặng quà này. Mặc dù chưa được 150 view ha, mấy chị xem bàn tay lên 150 view đi. Xem bàn tay lên 150 view, em tặng cái áo len đang mặc rất là dễ thương ha. Bên trong là em đang mặc hai cái đồ, nó hơi cổ một chút mấy chị. Nhưng mà em mặc như vậy, em dễ thử đồ cho mấy chị ha. Còn mấy chị chịu khó nha. Chịu khó nhìn cái dáng len có thể không được đẹp giống như là em không có mặc cái gì bên trong. Rồi em lên cho. Rồi em lên đồ không mấy chị ha. Chia sẻ bàn tay chỉ còn 30 người nữa thôi. Chỉ còn 30 view nữa thôi ha mấy chị. Chỉ còn 30 view nữa thôi nha. Để em lên áo len từ từ nè. 30 view công bố kết quả mấy chị ha. Công bố chơi game nè. 30 view nha. Còn 30 view nữa thôi. Chia sẻ bàn tay cho em nha mấy chị. Em chia sẻ. Thấy mình không? Thấy Mai ra Ngọc Ánh nè. Đơn của mình được 5 hôm rồi chưa nhận được thảo ơi. Đi chơi chụp hình quá mà. Rồi. Thì Thanh Quách là cái đơn hàng đợt này nó bị gặp sự cố nên có thể bị chậm đến 2 đến 3 ngày. Chị thì Thanh Quách ơi, đơn hàng nó đang gặp sự cố ở bên bưu điện ý. Cho nên nó sẽ nhận trễ hơn khoảng 3 ngày chị thì Thanh Quách nhá. Mỗi lần là có thể chỉ 5 ngày nhận được nhưng mà lần này là phải đến 8 ngày chị mới nhận được. Cả mấy chị nữa. Cho nên mấy chị ơi, đợt này bưu điện lâu nó bị vậy, bưu điện thành phố lâu nó bị vậy, nó bị nghẹt không. Hàng hay bị gì em cũng không hiểu nữa. Không biết nữa. Đúng rồi. Dạ nó bị nghẹt hàng hay là gì á. Bao nhiêu tiền vậy em? Rồi hôm nay em lên áo len nha mấy chị ơi, ghim cho em dòng ghim nha mấy chị. Ghim cho em dòng ghim nó lên. Áo len hôm nay một em là 65 nha mấy chị. Ba em được giá 60 nha. Ba em được giá 60, một em 65, ba em 60 một em. Mấy chị nhớ giùm em nha. Một em là giá 65, ba em là được giá 60 một em nha. Mấy chị nhớ giùm em nha. Vô mùa rồi máu len còn rất là rẻ luôn nha mấy chị. Vô mùa rồi máu len rẻ đẹp cực kỳ. Cái nào mà cao giá hơn em sẽ báo, cái nào rẻ hơn em cũng báo luôn. Cho nên mấy chị chia sẻ nhiệt tình giúp em. Rồi chị nào á mà chắc nhanh đó thì chắc lên cho em một dòng ghim nha. Có thể chắc lên cho em một dòng ghim là một em á là giá 65 mà hai ba em á được giá 60 nhá. Ba em được giá 60. Áo len hả? Áo len, áo len, áo len. Rồi. Mấy chị ơi, em bắt đầu đọc mã quà tặng nha, mặc dù không được view, không được lượt view như em yêu cầu, nhưng mà em sẽ vẫn đọc tặng nha mấy chị. Mấy chị comment mã tặng cho em nè. Để em tặng xong em vô like luôn ha. Tặng cái em này xong vô like luôn nha. Mấy chị đọc mã tặng giúp em nè mấy chị. Comment mã tặng nha. Comment mã tặng kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha mấy chị nha. Comment mã tặng kèm số điện thoại đầy đủ nha. Mã tặng kèm số điện thoại đầy đủ giúp em ha mấy chị. 65k một cái, khi mua 3 cái xuống 10k cái. Cảm ơn Hoàng Hảo ha. Cảm ơn chị Hoàng Hảo nè. Rồi mà tặng kèm số điện thoại giúp em nha. Chào chị Luyện Phạm. Tặng kèm số điện thoại đầy đủ. 65k một em áo len nha mấy chị. Khi mua 3 áo còn 60k một áo nha. Rồi tặng kèm số điện thoại đầy đủ cho em. Tặng cho người comment thứ 12. Tặng cho người comment thứ 12 gian đếm cho em được không gian. Rồi tặng cho người comment thứ 12 đi. Em bắt đầu đếm nha mấy chị. Tặng kèm số điện thoại đầy đủ. Trang La La 1 nè. Đào Sâm 2, Thủy Thủy 3. Chị Long Lửa Đào 4. Mina 5. Anh 6, Hòa 7. Lạc Lối 8. Thanh Hoài 9. Lại Trung Hiếu 10. Maria Ngọc Ánh là 11. Và chị Sư Bối Trương là 12 nhá. Em áo xinh đẹp này thuộc về Sư Bối Trương, như để kiểm tra chia sẻ đó ha. Nha, kiểm tra chia sẻ cái này nha.
chị cho chia sẻ liền cho em nha. Chị sư bố chuông á mà chưa chia sẻ là em tặng cho người tiếp theo là chị Đào Sâm ha. Chị sư bố chuông mà chưa chia sẻ thì em sẽ tặng cho người tiếp theo là chị Đào Sam nha. Nhưng mà để em kiểm tra chị sư bố chuông đã ha. Kiểm tra sư bố chuông giúp em nha. Sư bố chuông. Kiểm tra trước đi đã. Đang lắc hả? Đây, tiếp nhắm chị ơi, vô lên nhắm chị. Vô lên luôn ha. Rồi em vô đồ nhắm chị ơi. Mấy chị xe la nhiệt tình nha, xe la nhiệt tình nha. Rồi em lên em đầu tiên nha mấy chị. Lên một em áo len đầu tiên cực kỳ xinh đẹp luôn. Dạng này mấy chị có thể mặc hình đầm luôn. Cái này có thể mặc hình đầm luôn mấy chị nhá. Đây, màu này mình mặc hình đầm luôn ha. Rồi đi, không mềm đâu. Số bố chương ở trên chị Đào Sâm á. Trên Đào Sâm á, Thủy Thủy, Đào Sâm. Thấy chưa? Rồi màu này ha. Rồi, chị nào ưng màu này nè mấy chị ơi, comment mặc một cho em nha mấy chị, mặc một cho em nha. Một em này mấy chị có thể mặc vừa dài tay nè, vừa phọc dài luôn, mấy chị có thể mặc làm đầm được nha. Có thể mặc với quần đùi để làm đầm được không mấy chị ha, cực kỳ dễ thương luôn. Giá của chị có 65.000 thôi. Giá của chị 65.000 thôi nha. Comment mặc một kèm xin thoại cho em. Ok, chị Sư Bố Chương có chia sẻ nha. Sư Bố Chương đã chia sẻ rồi. Hai lần trang cá nhân giúp em nha mấy chị, hai lần trang cá nhân nha. Nhớ là xe hai lần trang cá nhân cho em. Rồi Sư Bố Chương này. Sư Bố Chương ha. Mấy chị ơi xe mạnh tay, mấy chị ơi xe mạnh tay giúp em nha mấy chị. Xe mạnh tay nha. Rồi chị nào lấy một comment mà một liền cho em lên cực đẹp nha mấy chị mua lên nhà em quen rồi sẽ biết ha. Lên nhà em đẹp lắm. Lên đẹp và xịn cực kỳ luôn á. Rất là đẹp và xịn nha. Hòa tiết cực kỳ xinh luôn nè mấy chị nhìn nè. Cực kỳ đẹp ha. Rồi em chúc mà một nè mấy chị ơi, chúc mà một nè. Comment nhanh tay ha, comment nhanh tay. Lên cực đẹp. Đẹp ngất ngây cả tay luôn ha. Rồi chúc mà một chai đây. Mà một cho chị Vivi, mà một cho Hiền Dinh. Một cho Vivi, một cho Hiền Dinh ha. Một cho Vivi, một cho Hiền Dinh này. Một cho Vivi, một cho Hiền Dinh nha. Chị nào lấy một được comment nhanh tay một lên cho em nha mấy chị. Comment mà một lên giúp em ha. Nhanh tay comment mà một lên cho em. Một cho chị Maria Ngọc Ánh, khách cũ anh. Maria Ngọc Ánh. Mấy chị ơi, khách cũ thì cho em số điện thoại đầy đủ. Số điện thoại, 3 số điện thoại kèm mã hàng. Khách mới thì cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng mấy chị nha. Chị Maria Ngọc Ánh khách mới hả? Chị Maria Ngọc Ánh ơi, cho em số điện thoại đầy đủ. Chị Maria Ngọc Ánh khách mới, cho em số điện thoại đầy đủ nha. Em mới chốt hàng được. Sư Bố Chương, ok Sư Bố Chương nè. Rồi nhanh nhanh mấy chị ơi, Maria Ngọc Ánh cho em số điện thoại đầy đủ liền nha. Em mới chốt hàng được nha. Không thôi là chưa chốt được mã một đâu chị nha. Chưa chốt được mã một đâu nha. Rồi em lên tiếp nha các tình yêu ơi. Đồ đẹp lắm. Đẹp ngất ngây luôn. Đẹp ngất ngây luôn mấy chị nha. Nay có sẽ len không chị? Không Sư Bố Chương ơi, hôm nay chỉ có áo len thôi, áo len với đầm len thôi, còn sẽ len không có về. Sẽ len hiếm lắm, lâu lâu mới có một đợt sẽ len về thôi. Chứ không phải sẽ len lúc nào cũng về được đâu. Rồi mẫu này cực xinh hả mấy chị? Xinh và mang luôn á. Mẫu này rất là đẹp ha. Đây ướm lên người cho mấy chị coi. Cực kỳ dễ thương luôn. Nhẹ nhàng mà đáng yêu vô cùng. Chị nào ưng mẫu này comment mã 2 cho em kèm màu nhá. Hai cái màu nu. Hai cái màu đen. Hai nu hai đen. Hai nu và hai đen cho em. Hai vàng nữa mấy chị ha. Đây, mà hai nó gồm những màu như sau nha. Hai nu, hai đen, hai vàng. Hai xanh nè nha mấy chị, hai xanh. Rồi mấy chị ơi ưng màu nào chốt màu đó cho em nha. Hai nu, hai vàng, hai xanh ha. Hai nu, hai vàng, hai xanh giúp em. Hai nu, hai vàng, hai xanh giúp em. Rồi chị Maria Ngọc Ánh có số điện thoại. Maria Ngọc Ánh ơi cho em địa chỉ nữa nha chị nha. Cho địa chỉ trong vòng 2 phút ha. Em chốt cho Maria Ngọc Ánh một chiếc nè. Maria Ngọc Ánh mặc một nè. Cho em địa chỉ luôn nha anh ơi. Ánh nè 0766 835 801 ha. Cho em địa chỉ trong vòng 2 phút nhé. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Mã 2 cho em chưa? Mã 2 kèm màu nha. Mã 2 nhẹ nhàng mà cực kỳ đáng yêu. Mẫu này 55 cân đổ về mấy chị ha. 55, 56 cân đổ về ok luôn. Cực kỳ co giãn và thoải mái. Lên đẹp xịn cực kỳ. Em để gần cho mấy chị coi. Chỗ cái chất lên này nó đẹp mê hồn luôn mấy chị nhé. Đẹp mê hồn luôn. Rồi chị nói ơn mẫu này comment liền cho em mã 2 kèm màu nha. Hai kèm màu giúp em. Mã 2 kèm màu nha các tình yêu ơi. Mã 2 xanh, mã 2 vàng, mã 2 nu nha các chị. Hai xanh vàng nu ha. Hai xanh, hai vàng, hai nu giúp em. Hai xanh, hai vàng, hai nu giúp em. Có hai đen rồi nha. Comment nhanh tay mấy chị ơi. Số lượng có hàng thôi. Chỗ lên đẹp lắm. Đẹp mà xinh cực kỳ. Em nói chị có nhà em mới bán rẻ vậy thôi. Thật sự luôn á. Chị có nhà em mới bán lên rẻ vậy thôi ha. Chứ còn không có chỗ nào mà bán rẻ vậy luôn á. Tại vì len này là len mới nha mấy chị. Không phải len kiểu.
không phải len kiểu len Quảng Châu, len mới đàng hoàng mấy chị nha. Rồi em chốt mấy chị ơi. Ôi chị Vivi lấy hai chiếc hả Vivi? Vivi lấy màu xanh với màu nu luôn hả? Phải ok giùm em ha. Vivi lấy xanh lấy nu luôn phải không Vivi? Rồi phải cho ok giùm em ha. Xanh với nu cho Vivi nè. Xanh với nu nu, xanh với nu cho Vivi ha. Xanh với nu cho Vivi. Rồi chị nào lấy màu nào chốt màu đó lên giùm em nha. Hai vàng cho ai đây? Hai vàng cho Trần Thu Hà. Hai vàng cho Trần Thu Hà. Hai vàng cho Trần Thu Hà. Hai vàng cho Trần Thu Hà ha. Rồi nu cho chị Nguyễn Nhung. Nu cho Nguyễn Nhung. Nu chốt cho Nguyễn Nhung Bảo Lộc ha. Nguyễn Nhung. Nu chốt cho chị Nguyễn Nhung Bảo Lộc. Nu cho Nguyễn Nhung Bảo Lộc nè. Kiểu này chị có mua lần trước rồi, màu màu đó đẹp lắm. Cảm ơn chị Ngọc Yến nha. Rồi, nó gần giống thôi chị Ngọc Yến ơi, chứ nó cũng không có giống đâu. Nó gần giống thôi mà len này xịn lắm. Len này rất là mềm mượt cực kỳ luôn á. Đây còn màu đen nữa nè. Đen với nu với xanh với chị ha. Còn đen nu xanh. Đây nha. Màu này 55 56 cân đổi về ok luôn mấy chị, mặc cực kỳ đẹp. Nhất là màu đen nó da cực kỳ trắng, mà tay của nó hơi lê nhưng mà rất là xinh mấy chị ha, màu đen. Tay lê và màu đen lắm. Ở trên này ôm ở dưới này hơi lê lê ha, chị tay dài đàng hoàng nha. Cực kỳ đẹp. Màu này giới trẻ cực kỳ thích ha mấy chị. Dễ thương cực kỳ luôn. Màu đen với nu với xanh nha, còn ba màu thôi, ba cái, một màu một cái mấy chị ha. Còn ba màu, mỗi màu một cái thôi. Đây, chị nào ôm màu nào nhớ chốt lên liền tay giúp em nha mấy chị. Và đặc biệt là thường xuyên chấm tương tác mấy chị nhé. Thường xuyên chấm tương tác giúp em. Đó, chấm tương tác để khỏi ở comment nha mấy chị. Thường xuyên chấm tương tác nha. Rồi đây tiếp cho các tình yêu ơi. Hơi bị dễ thương luôn nha. Đây, màu này cực kỳ cưng. Để mặc thử cho mấy chị coi nha. Màu này dễ thương lắm. Rồi chị nào ôm màu này comment liền mã 5 cho em kìa. Mã 5 nha mấy chị, mã 5 có một màu thôi. Mã 5 có màu hồng thôi ha. Mặc dễ thương lắm nha. Mà năm hồng giúp em. Dạ. Sao? Ghê quá. Ghê quá hả? Sao vậy? Các những người dùng mà cũng có tâm sát nhiên cái nhận là bằng liên tục. Rồi mà năm giúp em nha, mà năm. Trời ơi, mà năm dễ thương quá mấy chị. Wow, mà năm cưng quá à. Rồi, chị nữa mà năm chút mà năm liền tay giúp em nha. Quá dễ thương luôn. Trời ơi, quá đẹp ha, quá đẹp. Thật sự đẹp lắm. Rồi mà năm giúp em nha. Chế nhật tên em vào mới hay chế like. Ok mày như ý này. Rồi mã 5 giúp em luôn. Comment mã 5 liền giúp em ha. Mã 5 liền tay giúp em kèm số điện thoại nha mấy chị ơi. Kèm số điện thoại giúp em nha. Mã 5 kèm số điện thoại giúp em, số lượng có hàng thôi. Số lượng có hàng nha. Không có nhiều. Ủa mã 5 có 2. Rồi chế nào lấy 5 chút 5 liền tay. Mã 5 nha mã 5. Mã 5 cho Vivi 2 chiếc nha. Mã 5 cho Vivi 2 chiếc nè. Mà năm cho Vivi 2 chiếc nha. Vivi 2 chiếc mà năm. Rồi ai lấy mà năm nè, comment mà năm cho em. Dạ chị anh Kim To hôm nay em leo lên. Dạ anh Kim To ơi, hôm nay leo lên nha. Rồi chế nào lấy mà năm là chốt mà năm lên tay giúp em nha. Comment nhanh tay mà năm nha. Rồi lên tiếp nha mấy chị. Mấy chị ơi, xe like mạnh tay giúp em đi mấy chị. Xe like mạnh tay nha. Comment nhiệt tình giúp em nè. Rồi, qua màu khác mấy chị, màu này là len lỏng nha. Màu này là màu này thì len dày giống chị ha. Đây màu này thì len của nó là len dày. Len dày này mùa này sắm len dày là vừa rồi. Rất là mát mấy chị. Mặc cực kỳ dễ thương luôn. Cực kỳ dễ thương và cực kỳ đẹp nha. Rồi màu này len dày này chị đã ơn màu này màu hồng luôn mấy chị. Màu hồng bánh bèo, màu hồng cute, màu hồng dễ thương nha. Rồi chị đã ơn màu này comment liền cho em mã số 8. Màu số 8 quá đẹp luôn, màu bé 6 này 50 53 cân đổ về ha, mã số 8 cho em. Chốt số 8 liền tay nha, số 8 giúp em này. Mã 5 cho Tình Xa nữa nè. Tình Xa cho em địa chỉ nè. Tình Xa cho em địa chỉ trong vòng 2 phút nha. Hồi nãy có chị nào chốt hàng mà chưa cho em địa chỉ hết ta? Có một chị liền hồi nãy chốt hàng cho em địa chỉ nha. Chị nào chưa cho em địa chỉ cho em địa chỉ liền nha mấy chị nha. Cho em địa chỉ liền ha. Mã 5 cho Tình Xa nè, mã 5 cho Tình Xa ha. 5 cho Tình Xa một chiếc nè. Năm cho Tình Xa một chiếc này. Mấy chị ơi, xe live stream nha mấy chị ơi, xe live stream nhiệt tình nha. Xe live stream mạnh tay giúp em nha mấy chị. Cảm ơn. Dạ. Tình Xa 648. Cho em địa chỉ trong vòng 2 phút. Tình Xa 648 cho địa chỉ trong vòng 2 phút.
Chị nhắn tin địa chỉ rồi nha. Ok, mai cho Ngọc Ánh. Rồi, mấy chị Sài Gòn ơi, mặc áo len rất là mát luôn, đừng có sợ nóng như cái màu em đang mặc len của nó là len vừa phải nha, chứ không phải là len nóng. Cho nên mấy chị cứ Sài Gòn cứ mua thoải mái. Em ở nhà em vẫn mặc áo len bình thường mấy chị ha, không có bị nóng. Còn những cái len dày á thì ngoài Bắc mới mặc thôi, chứ còn trong Nam mình á thì những cái len như thế này mấy chị mặc vô tư ha. Mấy chị đừng có sợ nóng nha, không có nóng một xíu nào hết, rất là mát. Em ở cái phòng này không có máy lạnh ha mấy chị, chỉ có bật quạt nhẹ nhẹ thôi. Đó, mặc không đủ một giọt mồ hôi nên mấy chị yên tâm ha. Cứ yên tâm mà mua len. Áo len cực xịn. Đồng hồ 500 thì đặt kiếm cho em là sao? Ai? Thế nào? Ủa, nhặt sao ra cái đó mà thích sao là gì em? Thanh Hòa. Rồi tiếp nha mấy chị, này 60kg vậy. Nào 60kg. 60kg mặc vừa luôn á chị yêu ơi. Màu này nha, mét 6, 60kg cũng vừa nha. Màu này mét 6, 60kg cũng vừa. Chị nó ưng chút mà đỏ giúp em nha mấy chị, mà đỏ giúp em. Cực kỳ dễ thương á mấy chị, màu đen lắm. Mấy màu này cực kỳ màu đen nha. Chút mà đỏ giúp em này. Mà đỏ như cái tình yêu ơi, cực kỳ dễ thương ha. Mà đỏ giúp em luôn. Chốt đỏ nè. Màu này mét 6, 60 cân cũng vừa mấy chị ha. Chốt đỏ giúp em nha. Maria Ngọc Ánh đâu có nhắn tin cho em đâu. Chị Maria Ngọc Ánh chưa nhắn tin cho em nha Maria Ngọc Ánh ơi. Chị nhắn tin trên live luôn hay sao? Nhắn trên live luôn hả? Chị inbox hả? Chị Maria Ngọc Ánh chưa inbox cho em nha chị ơi. Đăng đích Thảo đúng không? Maria Ngọc Ánh inbox liền giúp em nha. Rồi Hồng nè. Mã số 5 nè. Mã số 5 giúp em ha. Len cực xịn cực đẹp với chị. Nhanh tay mà chốt với chị ơi. Bây giờ là đang cuối tháng 11 rồi nè. Chuẩn bị qua tháng 12 lạnh cống luôn á. Rồi mẫu này ha. Cực kỳ dễ thương, màu đen lắm nha. Mẫu này 1m6, 60kg cũng vừa với chị. Tay của nó là tay lê lê như vậy, cực kỳ màu đen. Sài Gòn mặc vô tư nha, Sài Gòn mặc tốt luôn. Tắt gì dự bình vô rồi đúng không? Đúng không? Mã 5. Hôm nay bán toàn áo len thôi hả chị? Lát có len dung không bạn? Xin nguyện chiếc điếu cày. Chị xin nguyện điếu cày là nữ hả ta? Chốt mã 5 cho xin nguyện điếu cày nè. Mã 5 cho xin nguyện điếu cày ha. Xin nguyện điếu cày cho em địa chỉ trong vòng 2 phút nha chị yêu. Cho địa chỉ trong vòng 2 phút nha. Mấy chị xe like nhiệt tình giúp em nha mấy chị. Xem bằng tay đi. Xe nhiệt tình xem bằng tay ha. Rồi, ở đây mặc mát lắm, không có bị nóng, mấy chị yên tâm. Còn chị nào ở ngoài Bắc á, mình lấy mấy cái len dày dày mình mặc cho nó xuống nha. Đây mã 5 đây nha chị yêu ơi. Mã 5 đây nha chị xin. Chốt cái này cho chị xin nha. Chốt mã 5 cho chị xin nè. Xin nè. Là hết mã 5 nha mấy chị, là mã 5 em hết nha. Chốt cho chị xin là em hết mã 5 ha. Xin nguyện điếu cày nè. Hai hai số tám này, xin nguyện điếu cày 268. Rồi chị nó lấy cái đỏ, chút mà đỏ liền tay giúp em với chị, chút mà đỏ nha, chút mà đỏ giúp em. Chị nó ưng đỏ chút mà đỏ giúp em nha, chị nó đang coi nhớ chấm tạo tương tác với chị ha. Rồi chút mà đỏ giúp em luôn này, lên tiếp nha các tình yêu. Nhắn tin không được hả? Chị Maria Ngọc Ánh bên Facebook không cho nhắn tin. Rồi mẫu này không cho nhắn tin thì em cũng chưa chốt hàng được đâu. Chưa có thấy địa chỉ, có trong tin nhắn chờ. Ủa mà kết vô tin nhắn là thấy rồi đúng không? Rồi mẫu này nha các tình yêu ơi, mẫu này mặc trong Sài Gòn ok. Mặc trong Sài Gòn ok ha. Rồi chế nào mẫu này comment liền cho em là mã của nó là mã xanh mấy chị nha, mã xanh. Chốt mà xanh giúp em, màu này mặc trong Sài Gòn ok nha. Chốt mà xanh giúp em, là xanh cực đẹp ha mấy chị. Lên lên mới mấy chị ha. Lên mới nha. Lên này là lên hàng Quảng Châu mấy chị nha. Lên Quảng Châu chị nha. Chị trên live luôn đi. Chị Maria Ngọc Ánh cho em trên live luôn đi chị. Cho trên live luôn đi. Có khi nhắn tin nó bị ẩn á. Rồi, mà năm em hết rồi mấy chị ơi. Mà năm hết rồi. Rồi chốt mà xanh cho em này. Cái màu đang mặc là mà đỏ. Màu em đang mặc là mà đỏ. Còn mà này là mà xanh nha. Chốt xanh giúp em. Rồi mã xanh giúp em luôn. 1m6 khoảng 55 cân đổ về là ok ha. 55-56 cân nha, coi dạt cực kỳ. Lên đẹp giả mang luôn quý chị, lên đẹp lắm, không bị chạy xệ ha. Không bị xù, không bị chạy xệ mà màu cực kỳ xinh luôn. Rồi chốt liền cho em nè, chốt liền giúp em ha. Mã xanh, chốt mã xanh giúp em. Chào
xong đỏ cho đủ hương này, đủ hương mà đỏ này, đỏ cho cái chế độ hương ha, đỏ cho đủ hương có 65.000 đó mấy chị ơi, đỏ cho đủ hương ha, chỉ có 65k thôi, đỏ cho đủ hương 0969228 362. Đồ thương ơi, đồ thương cho em địa chỉ cho vòng 2 phút nha. Maria còn đồ thương cho em địa chỉ cho vòng 2 phút. Anh ngó đằng sau á toàn khách mới mà. Ngó đằng sau á có chế khách mới rồi kìa. Ok, ở Kiên Giang, cảm ơn chị Maria Ngọc Ánh nha. Rồi em lên tiếp với chị nha. Để chị cho hai số điện thoại. Em đứng lên chị xem hả, chị xin hả? Ủa, chị xin lấy màu em đang mặc hả? Cái mã số 5 là mã màu hồng, em chốt cho chị xin rồi nha. Tên gì? Mấy chị đừng có nhầm mã, mấy chị ơi, cái mã em đang mặc là màu đỏ nha. Đây, cái mã em đang mặc là màu đỏ nè. Còn cái màu hồng lúc nãy là mã, cái màu hồng lúc nãy là mã của nó mặc số 5. Còn cái màu này là màu mã của nó là mã đỏ nha, mấy chị đừng có nhầm nha. Có váy len không chị? Có nha, chị Minamun ơi. Có nha, nhưng mà em chưa lên. Rồi một cái ghi lê nha chị, rất là dễ thương luôn, cực kỳ cưng ha. Chị đâu lấy mẫu này chốt kem mã số 6 nè. Chốt số 6 giúp em nha. Chốt mã 6 giúp em. Mã 6. Mấy chị ơi cứ từ từ coi em like lắm, chị like nhiều thứ lắm, chứ không phải chị riêng mình nó lên thôi. Chị nào lên cũng cứ hỏi lên, like có mình lên thôi hả? Mấy chị cứ coi like đi, từ từ em sẽ lên rất là nhiều thứ nha. Rồi mã 6, comment mã 6 cho em. Chị xin Nguyễn Hữu Cầy cho địa chỉ nha. Xin Nguyễn Hữu Cầy chưa có địa chỉ. Rồi chốt mã 6 cho em nha, chị mã 6. Chốt mã 6 giúp em này, mã 6 ha. Mã 6 nhiệt tình giúp em ha. Mã 6, chốt mã 6. Hôm nay. Rồi mã 6, hôm nay 6 khoảng 55 cân đổ về ha. Chốt mã 6 giúp em. Lên nha chị, chắc là chắc lên nha. Chắc lên nha, số sẽ. Mã 6 cho Vivi nè. Mà 6 chút cho Vivi ha. 6 cho Vivi. Chế nó lấy 6 chút mà 6 giúp em nha. Lên nha mấy chị yêu ơi, mà lên nha, lên nha. Ok, đủ thương có địa chỉ nè. Cảm ơn đủ thương nha. Đó mấy chị khách mới chốt, cố gắng chốt cho em từ 2 sản phẩm đổ lên mấy chị ha, 2 sản phẩm đổ lên giúp em nha. Đó 65.000 một cái áo len rất là xinh luôn. Mấy chị mua từ ba em còn giá có 60.000 đấy ha. Còn giá chỉ có 60.000 thôi, tiền nào của nấy, len cực xinh cực đẹp nha mấy chị. Len xinh vô cùng ha. Đó, chất của nó đẹp vô cùng luôn. Rồi chị nào ôm cái phối ren, len phối ren này thì comment liền cho em mà của nó mã 10 nha chị ha. Mã 10 giúp em, mã 10 16 52 cân đổ về. Chốt mã 10 giúp em nè, coi dạng thoải mái luôn. Mã 10 nha, mã 10 giúp em, chốt mã 10. Ok, chị xin Nguyễn Đức Tài có địa chỉ luôn rồi này. Cảm ơn chị nha. Rồi mã 10 giúp em luôn, chúc mã 10. Comment mã 10 kèm điện thoại giúp em này. Mã 10 nha mấy chị yêu ơi, chúc mã 10 nha. Mã 10 giúp em. Cái đỏ thảo đang mặc. Mã 10 giúp em nha. Rồi, tiếp nha mấy chị. Rồi mẫu này cực kỳ dễ thương luôn nha. Mẫu này cực kỳ dễ thương ha. Rồi chị nói mẫu này nha. Chị nào ôm màu len này comment liền cho em mã của nó mà 77 nha chị ha. Chúc mã 77 giúp em. Mã 77 kèm xin thoại ha, cực kỳ dễ thương nha. Chúc mã 77. Chúc mã 77 dễ thương quá à. Rồi form của nó là form dài nha, mã 77. Chốt 77 giúp em luôn. Em lên nhanh nha chị ơi, chốt khoảng tay giúp em ha. Chúc mã 77 này. Mã 77 giúp em này. Mã 77 nha. Rồi 77 này. Mã 77 này, chốt 77. Bảy bảy giúp em luôn ha. Rồi mẫu này lên mỏng mấy chị nhá. Mẫu này tay của nó là tay lê lê nhưng mà rất là dễ thương, lên mỏng này. Đó, mẫu này thì mặc mùa nào cũng được hết ha mấy chị. Mặc mùa nào cũng được hết, rất là dễ thương luôn. Mẫu này giá của nó là 50k. Chị đã lấy chốt mà 50 cho em luôn. Cái màu áo em đang cầm giá 50k nhá. Chị đã lấy chốt mà 50 giúp em. 50k, comment mã 50. 1m6 54 cân đổ về 50k nhá. Chốt mà 50 giúp em. Mã 50 50k. Mã 50 50k ha. Chúc mà 50 giúp em. 50 nha mấy chị, chúc mà 50 nha. Mà 50 luôn ha mấy chị nha. Thế cần phải gắn nào không? Thế cần bật không? Dạ. Thế cần phải bật không? Rồi màu này ha. Chị đã ôm màu đen này, comment liền cho em mã của nó là mã số 9. Chúc mà 9 cho em. Lấy xỉ với nhau một cái. Xỉ lô chị còn... Xỉ lô em book cho em, còn xỉ lô like thì cọc cạc.
chị chuyển khoản cọc cho em rồi lựa trên like luôn ha. Chị like thì bớt khoảng chừng 5 đến 10 ngàn tùy sản phẩm chị nha. Tùy sản phẩm, tùy số lượng chị chọn đó nha chị ơi. Tùy số lượng, tùy sản phẩm. Rồi tiếp nha mấy chị. Rồi mẫu này nha. Chị đâu mẫu này comment liền mà đen giúp em. Mà đen cực kỳ dễ thương luôn. 1m6, 56 cân đổ về ha. Chốt mà đen giúp em. Phối ren cho chị, len phối ren có màu xanh. Màu xanh và màu đen chị ha. Len cực xịn, không nhão, không chảy, không xù. Chốt mà đen cho em luôn. Cái áo đổi em mặc cho trai chưa? Chưa, áo đổi đang mặc còn. Ok, chị Sinh. Chị Sinh Nguyên Điếu Cày lấy thêm một cái áo đổi đang mặc ha. Rồi mà đen cho em luôn nha mấy chị yêu ơi. Chốt mà đen luôn. Chúc đen giúp em ha. Chị nào lấy xì mà lừa like thì cọc trước cho em rồi hàng, hàng lừa nha mấy chị ơi. Nhớ cọc cho em trước là hàng lừa nha. Rồi mà đen chúc cho Vivi luôn nha. Chắc hôm nay có mình bà Vivi mua len nhà em quá. Mấy chị ngán áo len rồi hả? Vô mùa lạnh rồi mà sao không thấy ai chúc áo len nè. Áo len đẹp mà. Áo len đẹp giả mang luôn, mặc rất là dễ ha. Chị nào mà to cũng mặc được mà nhỏ con cũng ok luôn mấy chị nha. To con mặc ok mà nhỏ con cũng mặc ok luôn ha. Đó, mấy chị chốt nhanh tay, còn mà chồng tay là mất nha. Chồng tay là nhường hết, còn hết là cho xì là mấy chị không có lên mặt đâu ha. Tại vì lên lâu lâu em mới về thôi, chứ không có về thường xuyên nha mấy chị. Cho nên về rồi mấy chị nhanh tay mà chị nào ưng màu ở đây nào chốt liền tay cho em. Đen đen cho chị Trần Thu Hà luôn này. Màu đen cho chị Trần Thu Hà một chiếc luôn ha. Đây đen của Trần Thu Hà này. Đen cho Trần Thu Hà. Rồi, là em hết đen nha. Đen cho chị Trần Thu Hà lấy đen. Hết mà đen luôn. Em đang chờ đầm len. Rồi đầm len nó len lên lùng khổ luôn nha. Mấy chị em nói mấy chị nghe rõ không ạ? Nghe tốt. Nghe tốt không? Tốt. Nếu mà nghe không tốt báo em nha. Nghe mà không có rõ báo em ha mấy chị ha. Wow, cái len này đẹp ghê chưa? Cái nào khách giá nói anh nha. Dạ. Cái nào mà khách giá nhé nhé anh. Trời ơi, cái len này dễ thương quá. Cực kỳ xịn luôn. Rồi rất là dễ thương, rất là đẹp luôn, rất là modern luôn ha. Chị đơn màu này comment cho em mà của nó mà 22 giúp em nha. Chốt mà 22 nhanh tay thì được, chầm tay mất với chị nha. Có một đó mà 22 cho em, mà 22 có số lượng ít. Comment mà 22 giúp em này, 22 kèm số điện thoại giúp em. Mà 22 đây 22 đây, comment 22 kèm số điện thoại giúp em. Đã kinh khủng. Chị nào bị đá ra thì mình lao vô nha chứ ơi. Chị nào bị đá ra thì mình lao vô nha. Bị đá ra thì mình vô lại giúp em ha. Mà 22 không Thanh Hòa, hôm nay không có đầm nha, hôm nay chị không nên đầm. Mà 22 áo đỏ chị mặc 50kg vừa không em? Bao vừa chị ơi, bao vừa. Áo đỏ của chị 50kg mặc vừa không? Vừa nha chị yêu ơi. Rồi 22 chị nào em? Mà 22 cho 22 giúp em. Đúng không? 22 cho Vivi này, 22 cho Trần Thu Hà này. Còn hết 22 rồi, hết rồi. Hết 22 nha mấy chị ơi. Áo len là 65 ngàn một cái, chị đang mua từ 3 cái là được giá 60k một cái mấy chị nha. Rồi tức là bớt 5 ngàn một cái ha, mua 3 cái được tiết kiệm 15 ngàn nha. Rồi chị đã ơn cái sọc này comment mà sọc giúp em đi. Mà sọc cực kỳ dễ thương mà mua đen lắm nha, cái sọc cực kỳ mua đen. Chị đã ơn sọc chút mà sọc giúp em này. Mà sọc kèm số điện thoại ha, cái chị yêu ơi, mà sọc kèm số điện thoại giúp em. Nhớ là kèm số điện thoại giúp em ha. Ở đây lâu lâu mới về, mấy chị không có về thường xuyên đâu, cho nên chị nào mà chưa có chốt được ở đây mình nhanh tay mình chốt ha. Ở đây rất là modern và rất là đẹp luôn ha. Mình mặc chung cái quần lưng cao mấy chị nha. Mà chung với chân váy hoặc là quần đi lưng cao cực kỳ xinh ha. Đó mấy chị nhìn sọc, nha. Sọc cho Trang La La rất này. Rất là dễ thương ha. Rồi sọc cho Trang La La. Sọc chốt cho bà Trang La La một chiếc nha. Sọc cho Trang La La. Sọc cho Phương Anh. Sọc okay. Cho Phương Anh ở Hà Nội. Phương Anh Hà Nội nè. Ok mấy chị khách mới nhớ là ngày mai em chốt hàng. Mấy chị nhớ nghe máy giùm em nha. Nhớ alo nhớ nghe máy giùm em ha. Rồi sọc cho Phương Anh luôn. Mà màu đen lúc đầu like còn không em? Ôi chết, mà màu đen là mã gì á nhờ? Em không nhớ rồi chị ơi. Rồi tiếp không mấy chị. Rồi em lên cái mã đen này luôn. Chị nói ơn cái đen lính hột này comment mã hột cho em nha mấy chị. Comment mã hột liền tay giúp em nha. Mã hột, mà hộp dài tay nha mấy chị nha, mà hộp dài tay có đính ngọc ở đằng trước và rất là xinh và sang trọng mấy chị. Mấy chị mặc chung cái chân váy ring dài mà đính hộp cực kỳ sang luôn, đi tiệc cũng được luôn mấy chị nha. Đặc biệt là mình mặc cao len này vô da cực kỳ trắng và xinh nhá. Comment mà hộp liền tay giúp em này. Comment mà hộp nha, mà hộp để em lên xen kẻ cho mấy chị lấy luôn nha mấy chị. Mà hộp giúp em.
mở cột, mở hộp kèm số điện thoại, mở hộp kèm số điện thoại cho em nha, mở hộp chứ không phải mở cột đâu nha, hộp á, mở hộp cho em á, hộp cho chị Trần Thu Hà, hộp cho VV. Rồi chị nào lấy hộp comment hộp lên nữa nha, comment hộp mạnh tay cho em nha mấy chị. Mà hộp ha, hộp chỉ còn một em thôi nha mấy chị, hộp chỉ còn một cái thôi. Chị nào lấy hộp comment hộp lên luôn, hộp chỉ còn một cái ha. Không có sơ mi trắng nha chị yêu ơi, không có sơ mi trắng nha. Rồi màu này mặc Sài Gòn mát cực kỳ luôn mấy chị, len này len mỏng nha, len này len đang mỏng nè, đó mặc Sài Gòn cực kỳ mát cực kỳ xinh ha. Chị nào ưng cái màu len trắng em đang cầm comment liền cho em mã số 8 1652 con đủ về mã 8 nha, chốt mã 8 giúp em, sọc bao nhiêu mã 8 cho em luôn, chốt mã 8, comment mã 8 liền tay cho em nhớ chị ơi, 1m6 khoảng 53 cân đi, thoải mái lắm, 1m6 53 cân đủ về chị ha. Đợi em về chân váy lên hoài luôn, không chân váy lên chứ không về đâu chị ơi, chân váy lên đợt này ít lắm chị ơi, mà ít mà giá cao lắm nên em không về, em không về chân váy lên rồi chị Ngọc Yến rồi, ơi chị đơn màu này comment liền tay giúp em nha, em về đầm len với cả áo len là nhiều thôi chị nha. Rồi áo len đó chị, áo len ha, áo len 80k nha, chị nữ cái màu này comment cho em mà hai. Áo len 1m6 53 cân 52 cân đổ về ha, cái màu len em đang cầm nhóm chị, màu len đầm len xòe nha, đầm len xòe, comment mà hai giúp em nè, đầm len xòe nha, cực kỳ dễ thương. Mà hai cho em, mà 8, mà 8, 8 cho chị Thủy Tiên nè, 8 em chốt cho Thủy Tiên nha, 8 cho Thủy Tiên một chiếc này. Cái nào á? Cái này hả? 8 cho Thủy Tiên một chiếc này. 8 cái em đang mặc cho Thủy Tiên này. Cái này là cái gì? 8 cho VV này. Cái này là cái đó là mã sọc. Còn một cái. Cất riêng cho em. Rồi mã sọc. Chốt sọc cho em luôn mã sọc. Rồi cái đầm này comment cho em mã 2. Mã 2 cho em nha. Mã 2 đầm mã 2 80k. Comment mã 2 giúp em. Gì anh? Hả? Đây mã 8 đúng không? Mã 8 là cái này đúng không? Dạ. Rồi mã 2 cho em luôn. Mã 2 là đầm len 80k nha chị nha. Chúc mã 2 giúp em. Mùa này đầm len mà còn giá 80k. Hồi năm ngoái á, đầm len một cái màu bình thường xấu xí mà đà giá của nó là 101 rồi mấy chị. Đó mã là 2 nha. Mã 2 chế Thủy Tiên Bảo Lộc à. Rồi hai cho Thủy Tiên Bảo Lộc nè, năm nay đầm len hơi bị rẻ luôn, áo len cũng rẻ lắm mấy chị. Hồi năm ngoái là 95.000 một cái áo len mấy chị nha, áo len không ra gì luôn, áo len không có được đẹp á, mà giá đã là 95.000 rồi. Và năm nay mấy chị phải biết là năm nay đồ len hơi bị rẻ luôn ha, rất là rẻ luôn á. Rồi tiếp cho mấy chị yêu, trời ơi cái này dễ thương quá à. Thế Lương Nguyên chốt mã 8. Thế Lương Nguyên lên mã 8 để lại cho em số điện thoại kèm địa chỉ em chốt nha chị ơi. Chị Lương Nguyên cho em số điện thoại kèm địa chỉ nữa nha Lương Nguyên ơi. Rồi màu này nha mấy chị, trời ơi len nó xịn lắm nha mấy chị, len xịn và đẹp cực kỳ luôn á, model rồi chứ. Trời ơi cái này mà mình mặc chung với quần legging hoặc là mặc chung với lại trong váy, em nói nó đẹp mê hồn luôn, mặc chung với quần đùi cũng dễ thương, bánh bèo vô cùng ha, cực kỳ cute luôn. Chị nào ưng mẫu này comment liền cho em mã số 10, mã 10 là men 6 thì khoảng 60 cân cũng vừa luôn đó, tại vì nó co giãn thoải mái cực kỳ ha, co giãn thoải mái vô cùng, 40 cân đổ lên và 60 cân đổ về ok luôn ha. Rồi chị nào ưng mã 10 chút mã 10 nhanh tay cho em, mã 10 số lượng có hàng, mã 10 gần hết cho mã 10 ít nha, số lượng ít, mã 10 số lượng ít, comment mã 10 cho em luôn, chốt mã 10 luôn ha. Mã 10 kèm số điện thoại này, chốt mã 10 cho em. Mã 10 mã số 10 cho Hiền này, mã số 10 cho anh Hana này. Mã 10 hết rồi, 10 có 2 chiếc à. Mã số 10 em có 2 chiếc thôi, chứ anh Hana cái cũ thì phải này. Anh tạc Hana mã 10 này. Chị à, chị ta chị Lương Nguyên ơi, cho em địa chỉ luôn nha Lương Nguyên. Có rồi. Có địa chỉ luôn hả? Ok. Lương Nguyên lấy mã mã số 8. Cái mã số 8 nè, có chưa, bên đó có số 8. Có rồi. Ghi chưa? Có rồi. Ok luôn rồi hả? Ok. Mã 10 hết nha mấy chị yêu ơi, chúc mã 10 em hết nha, em có mã khác nha. Wow, dễ thương quá, đẹp quá mấy chị,
Len này đẹp quá sức tưởng tượng luôn á, chỉ có 65.000 thôi. Rồi chị nói màu này comment liền cho em mà, có nó mà số 4 nha mấy chị, chốt mà 4 cho em. Rồi chốt mà 4 cho em nha mấy chị nha, mà 4 kèm xin thoại giúp em này. Số 10 cho anh Thăng Lan. Đây, mà 4 thôi. Mà 4 kèm xin thoại giúp em, mà 4 siêu phẩm, mà 4 đẹp giả mang luôn. Chốt mà 4 nha. Mà 4 đẹp quá không? Đây, cái đơn 4 chút liền tay mà 4 giúp em, quá đẹp. Quá xinh luôn. Có cái túi nữa, phô mai chưa? Rất là dễ thương ha. Cute cực kỳ luôn. Rồi mà 4 comment mà 4 liền tay giúp em ha. Mà 4 quá đẹp luôn á. Rồi mà 4 đấy mấy chị ơi. Comment mà 4 nhanh tay giúp em nha. Rồi mà 4 giúp em nè. Cảm ơn Vivi nha. Đẹp quá. Cảm ơn Vivi nè. Kem, chị Anh Thư Trường Thị comment kem, comment mà 4 cho em, phải mặc em, comment mà 4 cái túi như vậy rất là dễ thương nha. Mà 4 cái túi về cưng lắm. Chị nào lấy mà 4, comment mà 4 cho em nha. Cổ của nó hơi cổ thuyền, cái này mang trong nam cũng được mấy chị ha. Cái này mang trong nam cũng rất là ok này, rất là dễ thương luôn ha. Rồi, không bị nóng mấy chị yên tâm. Một điều là mua áo len nhà em không bị nóng yên tâm vô cùng nha, rất mặc là mát. Mặc ấm nha, trời lạnh là ấm, trời nóng là mặc mát nha. Nóng là mặc rất là mát. Rồi mà 4 cho Vivi nè. Mà 4, chị Lý Anh Trần thì lấy 4 comment mà 4 cho em nha. Mà 4 nha mấy chị, mà 4 nha. Comment 4 kèm số điện thoại giúp em nè. 4 cho chị Nguyễn Nhung luôn nè. 4 cho Nguyễn Nhung luôn ha. 4 chốt chị Nguyễn Nhung luôn nè. Rồi mấy chị ơi, share livestream giúp em mấy chị vừa coi và share livestream ha. Vừa coi và share livestream giúp em nha mấy chị nha. Hôm nay lên không nhiều leo lên mà còn lên nhiều thứ mấy chị nha. Từ đây em lên xong có lên thì em sẽ lên mẫu khác thôi mấy chị. Vừa lên áo vừa lên đầm luôn. Chị nào mà chưa có thì có mã 10 không em? Xuân Huỳnh Tuyết hả, mã 10 không có. Thì Xuân Huỳnh Tuyết thì Xuân Huỳnh Tuyết chưa có mã 10 rồi. Em ít thì nha. Maria Ngọc Anh cũng chưa được mã 10, tại mã 10 em hết rồi nha mấy chị nha. Mã 10 em có 2 chiếc à, mã 10 có 2 chiếc thôi. Số 4 VV có rồi em nha. Rồi, gấp lại mã 4 giúp em đấy. Gấp lại mã 4. Rồi mẫu này em mấy chị. Chị nói ơn cái mẫu này lên đẹp lắm nha. Mẫu này lên rất là dễ thương nè. Chị nói ơn mẫu này comment cho em mà, của nó mà số 6 nha. Mà 6 giúp em. Mà 10 em hết, số lượng ít không có nhiều mấy chị ơi. Rồi đây, chị nói ơn mẫu này chốt cho em mà, của nó là mà số 6. Cực kỳ dễ thương luôn. Cái túi như vậy rất là dễ thương mấy chị. Cưng ơi là cưng, mà 6 cho em 60 cân đổ về, 45 cân đổ lên nha, sẽ mặc được mà 6. Chị lấy mẫu đang mặc comment mà 6 liền tay giúp em để chốt mà 6 giúp em. Chốt mà 6 giúp em luôn ha. Comment nhanh tay mà 6 nha, mà 6. Chốt 6 liền tay giúp em, mà 6 ha. Mà 6 ha mấy chị yêu ơi, chốt mà 6 giúp em. 6 cho Maria Ngọc Ánh nè. 6 cho Maria Ngọc Ánh ha. Rồi, đầm lên đi ha mấy chị. Màu đầm này nha. Số 6 nha Vivi ơi, số 6 hay là không phải 66 em nha. Rồi chị nói cái mẫu này comment liền cho em, mã của nó là mã số, mã số 3 đi. Chốt đầm len số 3 cho em. Đầm len mã số 3 dày con gối chị, dày rất là dễ thương á. Số đây. 6 cho Trần Thu Hà. Chị nào ngoài Bắc nè. Chị nào ngoài Bắc hay là chị nào ở vùng lạnh nó mau ok lắm nha. Số 6 hết hả? Để lột cái này cho chị Trần Thu Hà. Đây số 6 cho Trần Thu Hà nữa nè. Rồi chị nào lấy cái đầm len này 80k comment liền cho em mã số 3, chốt số 3 cho em. Đầm len dày cực đẹp, phụ lọ luôn mấy chị ha. Chị nào bị đá vô lại giúp em nha mấy chị, bị đá vô lại ha. Tối nay mạng nó đá hơi nhiều một chút xíu. Chị nào mà bị đá thì vô lại giúp em nha. Cái anh bị dòng ngó rồi. Rồi, comment nhanh tay cho em mã 3 mấy chị, đầm len mã 3 nha. Tối đen như mực luôn hả? Mã 3, đầm len mã 3 giúp em. Comment đầm len mã 3 giúp em nè. Trời đất, quỷ thần ơi. Rồi mà 3 cho em đi các tình yêu ơi, chúc mà 3 nha, mà 3. Rồi đầm len nha mấy chị ơi, đầm len 80k nha. Đầm len 80k. Rồi, chị nào lấy cái đầm len này comment liền cho em mã của nó, mã số 2, mã số 2. Chào chế ly Trần nè. Mã số 2 75k cổ lọ luôn mấy chị. Đầm len cổ lọ co giãn thoải mái. 1m6 55 cân, 56 cân đổ về và 42 cân đổ lên ha. Mà được cái mã 3 này, mã 3 cổ lọ mấy chị nha. Cổ lọ cực kỳ thoải mái luôn mấy chị nhìn nè. Đó, co giãn thoải mái cực kỳ ha.
chốt mà ba cho em. Mà ba là 1m6 nè. 1m6 phải 55 cân đổ về nha. Comment mà ba cho em. Mà ba cực kỳ dễ thương. Mà ba cho em 75k. Mà ba 75k giúp em. Comment mà ba 75k giúp em này. Mà ba giúp em hả? Mà ba 75k. Mã số 3 75k đúng chị ơi. Mã số 3 75k nha. Comment mà ba nhanh tay giúp em. Bọn em đầm len màu hồng dễ, hết sức dễ thương nè. 75k nè, mã số 3. Mã số 3 nữa hả? Có len không á? Em mới vô chị ơi, có nha biết sao. Rồi em lên màu vàng nha chị, màu vàng nha, rất là dễ thương nha. Chị nào ưng cái màu vàng này comment mã vàng cho em nè, chốt mã vàng giúp em. Mã vàng ha. Comment vàng giúp em luôn. Ngày mai có ô phong luôn mấy chị nha. Ngày mai có thun á, thun thái á, thun cô tông mấy chị. Ngày mai có thun luôn ha. Rồi, chị nào ưng cái đầm cái áo này em đang mặc comment liền cho em mã vàng nha mấy chị, chốt mã vàng cho em. Mã vàng ha, mã vàng dễ thương cực kỳ. Tay lở lở mấy chị ha, tay lở lở rất là dễ thương. Mà vàng giá 59k mấy chị nhá. Chị nó lấy vàng chút mà vàng cho em, vàng 59k ha. Trời ơi, vàng dễ thương cực kỳ luôn. Mặc nhìn rất là cưng, nhất là mặc với chân váy mấy chị nhá, cực kỳ dễ thương luôn. Đó, đóng thùng vô là mua đen vô cùng mấy chị ha, đặc biệt là mặc với chân váy để đi làm. Trời ơi, nó dễ thương lắm lắm luôn á. Chốt vàng giúp em này mà vàng. Vàng cho Bích Phạm này, vàng cho Vivi, vàng cho Quảng Trị Viên ha. Đây Bích Phạm này. Quảng Trị Viên này. Bích Phạm là cái cũ rồi ta. Chị Bích Phạm á, Bích Phạm cái cũ á. Có một Bích Phạm mà. Đây. Hả? Phạm nào? Bích Phạm ơi, Bích Phạm cho chị là ba xuôi đi. Bích Phạm khách cũ đúng không? Không, các bạn. Tại vì thay đổi hình đại diện đúng không? Mới thay đổi hình đại diện đúng không? Có thay cũng là khách mới. Ủa vậy hả, khách mới hả? Chưa đâu thông tin đâu. Ồ, Bích Phạm khách mới thì cho chị số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng nha Bích Phạm ơi. Cho chị số điện thoại đầy đủ với lại cho số điện thoại đầy đủ nha gái ơi. Mã vàng. Vàng cái chị Sinh. Vàng cho VV, vàng cho chị Viên, Bích Phạm. Vàng cho chị Sinh nữa ha. Đây em hết vàng. Bích Phạm ơi, Bích Phạm cho em thêm thông tin đi Bích Phạm. Áo đó mặc ấm không chị? Ấm lắm nha Bích Phạm ơi. Bích Phạm khách cũ khách mới. Bích Phạm khách mới đúng không? Khách mới cho em thông tin nha. Áo mặc ấm nha mấy chị. Lên này lên ấm lắm. Rồi tiếp. Mẫu này có màu này đẹp quá à. Mẫu này cực kỳ dễ thương luôn. Chị Viên này, chị Sinh Nguyễn. Chị Sinh Nguyễn điếu cày có. Chị Sinh Nguyễn này, chị Sinh Nguyễn có má vàng nha. Rồi chị nào ưng mẫu này comment nhanh tay cho em. Mà của nó mà đẹp nha chị. Áo len xuất sắc luôn mấy chị. Quá xuất sắc luôn thật sự. Cái len này xuất sắc quá, đẹp quá. Tay dài quá xinh luôn. Comment liền tay giúp em là mã đẹp. Comment mà đẹp giúp em. Mà đẹp. Comment mà đẹp giúp em ha. Mà đẹp giúp em. Khách cũ mà chị. Rồi khách cũ cho anh này 3 số đuôi đi em ơi. Mà đẹp cho Hiền Dinh. Khách cũ đây là 3 số đuôi nha. Vậy chắc anh chưa có lưu thông tin của bé rồi. Rồi comment mà đẹp cho em. Mà đẹp cho Hiền Dinh. Có không? Hết. Rồi chưa có mới đẹp. Ok rồi. Bất phạm nha. Em móc phát ha mấy chị. Em khóc lên ha. Đây là cái màu này là màu của áo len của nó là hơi ánh vàng và cam mấy chị nha, không phải lỗi đâu nha. Hơi ánh vàng và cam rất là xinh ha, chứ không phải bị lỗi đâu nha mấy chị nha. Rồi chị nào ưng khoác comment mặc khoác cho em này, mặc khoác một khoác. Màu vàng rất là đẹp và dễ thương khoác nha. Khoác cho chị Hiền Dinh. Rồi khoác cho Hiền Dinh. Khoác 70k cho chị Hiền Dinh này. Có 70k sale, có 70k thôi, 101 sale có 70k thôi nha. Rồi khoác cho chị Hiền Dinh. Khoác cho Hiền Dinh luôn. Phát cho chị Hiền Dinh luôn ha. Phát cho Hiền Dinh luôn. Rồi mẫu này bao nhiêu tiền? Dạ 70k cho chị Hiền Dinh. Không nói thì làm sao mà biết. Rồi mai tới 60.000 ấy. Rồi em áo 2 dây này hả mấy chị? Áo 2 dây 50k. Chị nào lấy 2 dây comment mặc 2 dây giúp em. Mặc 2 dây. Thế là khác thì nói với giá bạn của anh. 2 dây 50k cực kỳ xinh đẹp, có phối với len lông mi. Phối với len lông mi luôn. Comment 2 dây giúp em, len 2 dây. Cực kỳ xinh. Comment mà 2 dây giúp em. Sao lắc quá vậy ta? Máy em trên nó giống như nó bị phóng, phóng gần, phóng xa. Rồi 2 dây giúp em ha.
Comment là 2 giây giúp em nè. Má đẹp em chỉ có một cái thôi, em chốt cho chị Hiền Dân là em hết đêm má đẹp rồi nha mấy chị đây, ơi. Đẹp hai nha mấy chị ơi. Khoác, khoác đẹp hai này. Chị nào lấy chốt mã cho em là mã 100 này, đẹp giả mang luôn á. Đây nha, mã 100 giúp em nha, cực kỳ dễ thương ha. Mã 100 giúp em nè. Đây là cái khoác ha mấy chị, cực kỳ đẹp luôn. Cái màu hồng của nó cũng nhẹ nữa. Cái màu hồng của nó nhẹ dịu dàng ha. Nhẹ và dịu dàng cực kỳ luôn. Rồi comment nhanh tay giúp em nha mấy chị, cực kỳ dễ thương á. Rồi chị đơn mẫu này comment liền giúp em nè. Mà bao nhiêu mới đọc xong nha? Má đẹp 2. Không phải. Má 100. Má 100. Bao tiền? Má 100. Má 100 khoác 70k. Má 170k cho chị Hiền Dinh nè. 170k cho Hiền Dinh một cái. Cái này 101, 120 không mấy chị ơi. Bán còn bán 101, 120 lên cực đẹp ha. Khoác như thế này nhẹ nhàng như vậy rất là dễ thương nè. Có túi đàng hoàng, mấy chị ha, có túi luôn nha. Rồi mã 100 cho Hiền Dinh. Mấy chị mà không chốt 100 là tiếc lắm nha, tiếc lắm luôn á. 100 rất là dễ thương ha. Comment 100 liền tay giúp em. Trời 100 đẹp quá à. Comment 100, 100 mấy chị ơi, 100, 100 cho lạc lối. 100 cho Bích Phạm, 100 cho lạc lối. 100 cho lạc lối ha. 100 cho Bích Phạm, 100 cho lạc lối. 100 cho chị Xu Huỳnh Tuyết. 100 cho Xu Huỳnh Tuyết. 100 cho Xu Huỳnh Tuyết nha, hết 100 luôn rồi nè. Chị nào lấy 100 comment nhanh tay 100 giúp em nè. 100 cho chị Maria Ngọc Ánh. Maria Ngọc Ánh 100. 100 cho Maria Ngọc Ánh luôn ha. Còn 100 không cho chị Hình Dân Cái Nước kìa. 100 còn... Cái đó đang viết, đang viết cho ai? Xu Huỳnh Tuyết. Xu Huỳnh Tuyết phải Maria Ngọc Ánh hết rồi. Cái gì? Hết 100 rồi. Dạ ơn. Anh nói, anh hỏi, thay em trả lời vậy đi, em cứ trả lời. Maria Ngọc Ánh có má 100 được chưa? Chị yếu kêu là chị anh viết cho Maria Ngọc Ánh xong là em hết má 100 rồi. Em hả? Nói Maria Ngọc Ánh chưa có má 100. Đâu, em kêu là hết rồi, có nghĩa là chị Maria Ngọc Ánh xong là hết, ở đây 100 rồi nha mấy chị. Hết 100 rồi nha. Vậy là chị Hiền Dinh có được một cái má 100 thôi nha chị ơi. Rồi mẫu này nha mấy chị. Chị nào lấy mẫu này comment cho em mã 50. Chốt mã 50 giúp em nè. 50 là dạng đầm cũng được hay là phong giống quần cũng được mấy chị nha. Mặc đầm hay là mặc phong giống quần cũng được mấy chị. Tay dài thế này rất là ấm cúng và dễ thương nha. Đây, cái này mình mặc làm đầm hoặc làm phong giống quần nha. Rất là dễ thương mấy chị ha. Chị nào mà mặc quần đùi á, mặc cái này cưng dễ thương vô cùng nha mấy chị. Đó. Rồi, giá của nó chỉ có 60k thôi. Chị nào ôm chốt liền tay giúp em. Chốt liền tay giúp em mà này nha mấy chị ơi. Mà 60 hả? Chốt mà 60 cho em. Chị Maria Ngọc Ánh có cái mã hồng 100 nha. Cái mã đang mặc là mã 60 bao nhiêu tiền? Mã 60 giá của nó 65. Mã 60 là 65k một cái, 3 cái 60 đúng không? Đúng rồi, 3 cái 60, 65 một cái, 3 cái 60. Comment nhanh tay giúp em nha mấy chị, comment nhanh tay ha. Màu đang mặc là mã 60 mấy chị nha, cực kỳ đẹp. Len cũng đẹp, màu hình họa tiết cũng dễ thương ha. Mã 60 cho Thanh Hòa nè. 60 cho Thanh Hòa nè. Thanh Hòa mặc bao vừa luôn nè. 60 cho Thanh Hòa nè. 60 cho Thanh Hòa. Rồi chị nào lấy 60 comment 60 liền tay nha. Bà Trang La La lấy mã 60 không? Rồi tiếp cho mấy chị yêu ơi, mẫu này nha. Phối ren hả? Len phối ren cực kỳ dễ thương. 60 cho chế cái gì? Lê Khuyên hả? Chị Đào Trần Thị khách mới chưa có số điện thoại địa chỉ em chưa chốt được nha. 60 cho Lê Khuyên. 60 cho Lê Khuyên này còn 60 không? Hết. Anh có coi ở gần anh có còn không? Biết nữa. Chị nào khách mới comment mã số kèm số điện thoại là em mới chốt được nha chị nha. 60 cho Lê Khuyên ha. Lê Khuyên 859 này.
Rồi màu này nha mấy chị. Chị đơn màu này comment liền cho em mã của nó là mã số 50 đi, chốt 50 cho em. Để gần cho mấy chị có chất len ha. Chất len này đẹp lắm, không có bị nhào, không bị chảy. Mấy chị yên tâm ha. Tay dài như vậy nha, mềm. Mà nó mềm lắm nha, mềm dễ thương lắm. Đó 65k. Ba em trở lên còn 60k. Comment cho em mã của nó là mã số không dài luôn. Mà 50 đúng không? Chốt 50 cho em luôn. 50 số lượng ít ha. Comment mà 50 giúp em, 50 số lượng ít nè. 50 em có màu nu với màu đen đấy chị nha. 50 có màu đen và màu nu. Thế nào lấy 50, comment 50 giúp em. 50 có đen và nu nha. Màu đen đây. Màu đen để đưa nha mấy chị. Comment đen và nu giúp em 50. 50 đen và 50 nu. Đây đen đây. Ok cho La La nha. Đen đây mấy chị ha. Chế nào cần thì cho em xem thì số điện thoại địa chỉ đồ này. Em mà em hết, em hết cái mã đó rồi giờ chế đào Trần Thị chốt mã sau cho em nha. Đào Trần Thị chốt mã sau giúp em đi chị ơi. Chị chốt mã sau giúp em nha. Đầm len đi chị ha. Đây. Đầm len 80k với chị nha. Rồi chị đơn màu này comment mã xám giúp em nè. Mã xám với chị nha. Chốt mã xám giúp em. Mà xám với chị yêu nha. Chị đơn mà xám, chút mà xám giúp em nè. Đây, mà xám 80k, comment mà xám giúp em. Số lượng còn ít cho em sale nha. Xám cho chị Hiền Dinh. Xám số lượng còn ít cho em sale với chị nha. Xám cho Hiền Dinh một em nè. Xám cho chị Hiền Dinh một em nha. Thấy Huỳnh Linh nha. Đây, xám chị Hiền Dinh nè. Bao nhiêu tiền? 80k. Bao nhiêu? 80k. Xám 80k cho chị Hiền Dinh nha. Đây cũng là một dạng vừa đầm vừa khoác mấy chị. Mấy chị thích làm đầm á thì mình để gài nút như vậy ha. Còn chị nào mà thích làm khoác thì mình gỡ nút ra mấy chị nha. Khoác khoác này nếu mà làm khoác thì nó là khoác phong dài con gối nhá. Cực kỳ dễ thương luôn mấy chị. Khoác phong dài dành cho trẻ nào nhỏ nhỏ con á. Tầm mét 6-50 cân đổ về thôi, 50-52 cân đổ về ha. Rồi comment liền cho em mã này là mã số 27. Ok nè. Chốt mã 27 giúp em. Mã xám còn không? Dạ. Xám này còn không? Là xám. Xám còn không? Ủa cái xám nhạt hơn. Mà nó là mã gì? Để em chút em coi coi. Rồi comment cho em mã 27. Mã 27. Cảm ơn chị Xuân Huỳnh Tuyết nha. Chốt 27 giúp em nè. Mã 27. Ok về mã 100. Phát 27 cho Trang La La này. 27 cho Trang La La. Vậy mã 100 cho chị thêm một cái cho chị Hiền Dinh đi. Ừ 100 em cho chị Hiền Dinh thêm một cái nha. 100 cho chị Hiền Dinh thêm một cái rồi nè. 100 cho Hiền Dinh thêm một cái ha. Rồi xám, xám hết rồi. Xám còn một em màu xám nhạt hơn thôi. 27 bao nhiêu tiền? Mã 27 là bao nhiêu tiền? 80k. Hả? 80k. 27 80k luôn. Rồi đầm len nha mấy chị. Đầm len tô dạng thoải mái màu hồng ha. Rồi 80k luôn, chị đơn mẫu này comment liền giúp em nè. 27 80k. Có sợi tà mấy chị ha, sợi tà luôn rất là dễ thương ha. Đây sợi tà hai bên luôn nha, cho nên chân chị nào á mà ngắn á. 27 có mấy cái? Chân chị nào mà ngắn là không sợ bị lùng đâu ha. Tại vì nó có sợi tà nè. Không em nhé, em đã khoác cha rồi Quốc Thảm ơi. Rồi, chị đơn mẫu này comment liền cho em mà của nó là mà số 5 đi mấy chị, chút mà 5 giúp em. Rồi ơn cái đầm này chốt mã 5 giúp em nha. Mã 5 cực đẹp, len cực đẹp nữa mấy chị nha, len cực đẹp nữa. Rồi chốt mã 5 giùm em nha, cực kỳ dễ thương luôn. Ôm nha mấy chị, form này là form ôm body ha. Cực kỳ cưng. Mã 5 ôm body 80k. Mã số 5 80k, mã số 5 body 80k nè. Mã số 5 cho Phương Anh nè. Mã 5 cho Phương Anh, còn mã 5 cho Phương Anh ha. Thế là lấy mã số 5, còn mã số 5 nè. Số 5 cho Thủy Tiên nè. 5 cho Thủy Tiên. Số 5 còn không? Số 5 cho Phạm Oanh nè. 5 cho Phạm Oanh. 5 trước cho Phạm Oanh luôn. 5 cho Phạm Oanh luôn ha. Số 5. Số 5 được có còn mà không ta? Số 5 Phương Anh. Phương Anh. Mình còn ai chốt xám không? Phạm Oanh. Cái người này được ai chưa? Còn. Có hả? Ở đó này đã số mấy? Không biết thôi. Vậy mã số 5 còn một cái. Số 5 cho Vũ Minh Thùy nè.
Số 5 cho Vũ Minh Thùy. Vũ Minh Thùy cho em địa chỉ nha. Vũ Minh Thùy à? Thế vậy là số 5 cho Vũ Minh Thùy nè. Rồi mẫu này mang về ba ta mấy chị ha. Khuyến nông Tây ha mấy chị, mặt Tây mang về ba ta rất là dễ thương, phong độc nha. Chị à, chị Vũ Minh Thùy là chị Phương Phương Thùy đúng không chị? Phương đúng, ok cho em nè. Rồi chị đã ơn cái mẫu màu trắng đầm len trắng này 80k, comment cho em mặt số 6 đi. Mà 6 nha mấy chị, mà 6 rất là dễ thương ha. Mang về ba ta cực kỳ cân luôn, mẫu này là tới 65 cân cũng vừa mấy chị. Từ 45 cân đổ lên và 65 cân đổ về nha. Cho nhau 20kg. Từ 45 cân đổ lên và 65 cân đổ về. Comment liền cho em mã số 6. Số 6 nha. Xuống số 6 luôn nè. Mã 6 giúp em. Mã 6 lên xịn lên đẹp nha mấy chị. Mã 6 lên đẹp nha. Số 6 đi. Hỏi lắp đi anh. Cái nào lấy 6 chút, 6 cho em, 6 cho Hiền Vinh một chiếc nè. 6 cho chị Hương Giang là hết nè, Hương Giang cho em địa chỉ cho Hương Giang. Hương Giang 6, Hiền Vinh 6 là hết. Chị Hương Giang cho em địa chỉ trong vòng 2 phút như Hương Giang nha. Hương Giang, số điện thoại là đuôi là 4477 ha. 4477 80k nè. Cho em địa chỉ trong vòng 2 phút nè. Còn cái đó cho chị Hiền Vinh giúp em nha. Cho chị Hiền Vinh luôn. Bà Trang La La ơi, bà lấy cái này mặc này bà Trang La La ơi. Cái đầm len bông này mắc lắm nha. Cái đầm len bông này mắc lắm nha. Đây này hả? Bên trong nó là bông như vậy, lớp bông như vậy, mềm mịn cực kỳ. Đúng rồi, cái đó của chị Hiền Vinh. Mềm mịn cực kỳ và rất là đẹp ha. Chị nào ngoài Bắc mình hút liền cái này mà mặc ấm lắm. Ấm vô cùng luôn ha. Đây, ấm cực kỳ luôn á. Mặc cái này là chỉ có xuống thôi, hay để lên Đà Lạt mặt trời ấm cực kỳ ha. Rồi comment mà đen cho em. Ở chốt đen luôn rồi hả? Ở đen cho Trang La La nè. Rồi mặc hơi xuống nha bà, mặc về hơi bị xuống luôn á. Rồi đen cho bà Trang La La. Mặc là xíu rơn rơn luôn. Hương Giang có địa chỉ rồi này. Cảm ơn Hương Giang nha. Thế Hương Giang có mã số 6 nè. Số 6 anh hết rồi nha Huỳnh Linh ơi. Đen cho Trang La La nè. Lúc hoặc là cài sạch còn đen không? Hả? Hết, à. Đen nó còn cái hả? Đen cho Trang La La hết nha. Bao nhiêu tiền nữa ghi nha. Dạ, giá là vậy. Đại sông lưng coi, sông lưng 80k chứ. Quên đi rồi. Mồm như vậy. 80k giúp em. Đây mẫu này em sẽ mặc thử mẫu này cho mấy chị coi. Bầu bí mong chen được luôn nha. Mẫu này cực kỳ dễ thương. Chị nâng mẫu này comment cho em số 8 nè. Em chỉ có mấy số quay đi số quay lại à. Số 2, 8, số 13, số 15. Rồi, chị nói ơn chốt mã 8 cho em nha. Nguyễn Thị Thanh Lan comment nãy giờ mình chưa chốt được mà. Rồi mã 8 cho em. Ráng lên, ráng lên, em thấy em chốt cho nha mấy chế ơi. Mấy chế đừng nản lòng nha. Cứ comment lên tí. Mà 80k nha các tình yêu ơi, chúc mà 8 cho em nè, mà 8 thì có xệ tà nha. Mà 8 xệ tà cao luôn, mấy chị chụp hình nha, mấy chị muốn chân dài á thì nè. Chúc mà 8 cho em hơi lầy, chúc mà 8 cho em nha. 8 cho Nguyễn Thị Thanh Lam. 8 cho Nguyễn Thị Thanh Lam. Nguyễn Thị Thanh Lam hả? Thanh Lam. Thanh Lam hả? Thì Nguyễn Thị Thanh Lam cho em đi thêm địa chỉ luôn nha. 8 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị. 8 cho Nguyễn Thị Thanh Lam này. Đâu? Đưa 80k này, chọn, đưa thôi. Có 80k thôi. Số 8, 80k này. 8, 80k nha. Em nói em ghi vào tủ cho mà coi. Em ghi giá mà. 8 cho chị Nguyên Tuyền. Luôn ha. Chị nào lấy 8 là comment 8 giúp em nha. Cái này mình gài cúc vô cho nó xinh mấy chị ha. Gài cúc vô nha. Số 8 còn không? Còn có cái đang mặc này. Không. Đấy. Không, hai kiểu khác. Số 8 cho chị Bách Mộc. 8 cho Bách Mộc là hết 8 luôn. 8 cho Bách Mộc là em hết 8 luôn nha. Ok, là Nguyễn Thị Thanh Lam có địa chỉ rồi này, cảm ơn chế nha. Đây, chị Bách Mộc. Này có dây nha. Có dây của Bách Mộc.
Rồi màu đen, chị nào lấy cái áo đen này comment cho em mã 27 đi. Mã 27 giúp em nha. Áo len đen dễ thương cực kỳ luôn. Mã 27. Chốt 27 giúp em nha. Mã 27. Chốt 27 dễ thương quá mấy chị ơi. Chốt mã 27 liền tay giúp em nha. 27 này mặc Sài Gòn ok mấy chị nha. Mặc trong Sài Gòn ok nha. Mát lắm không bị nóng. Chốt 27 giúp em luôn. 27 có một em thôi. 27 cho chị Hiền Dinh nè. 27 cho Hiền Dinh như còn em nữa sao á. Lên áo len để em mua tiếp rồi cho con ngủ. Em đang lên áo len mà. Ồ, 27 hết rồi. Qua 29 có choker đi. 29 có choker luôn chị nha. Chị nào lấy 29 comment 29 giúp em nè. Mà 29 để mặc thử 29 này vô luôn đi. 29 dễ thương quá. 27 bao nhiêu tiền đấy? Giá được rồi. Chị nào lấy 29 chốt 29 giúp em nha. Có choker ngay cùi mình chung ha. Rồi 29 cho em luôn nè. Đó, 29 có một em thôi. Chị nào lấy 29 chút mà 29 giúp em nha. 29. Chị Nguyễn Tuyền có mã 8 đấy chị ơi. Nha mấy chị ơi, 29 giúp em nha. 29, mà 29 giá của nó là 55k nha chị ơi. Chúc mà 29 cho em 55k ha. Comment mà 29 liền nha mấy chị. 29, 29 có choker 55k. Chị nào lấy 29 comment 29 cho em. Mã 29 55k này. Màu này cực đẹp nha. Rồi màu này giống áo kiểu luôn á mấy chị. Màu này kiểu của nó giống như là áo kiểu như rất là dễ thương ha. Len này len của nó là len vừa, mấy chị len mỏng mỏng vừa vừa chứ không phải là len dày ha, len mỏng mỏng nha. Đây em này len mỏng ha. Mặc rất là sexy và dễ thương nha. Mặc trong nam cực kỳ đẹp luôn. Đây chị nào ngoài Bắc á mình mặc cũng ok luôn nhưng mà áo khoác thêm đi. Mấy chị thương mấy chị. Đây là một màu len kiểu ha, rất là dễ thương, mấy chị có thể mặc bẹp bẹp vai ra như vậy cũng ok luôn. Hoặc là lật bên vai vậy cũng được ha. Ok. Rồi, chị nào ơn chúc Huyền cho em mà của nó là mà nhiêu giờ ta? Mà 70 đi. Chốt mà, 70 giúp em mà 70 nha mấy chị ơi. Mà 70. Mà 70 giúp em nha. Comment mà 70 giúp em. Quá đẹp luôn ha. Ở đây nó có phố ren này, xinh ơi là xinh luôn. 70 1m6 khoảng 58 cân đổ về ha. Còn 50 cân đổ lên đi, 48 cân đổ lên. 48 cân đổ lên và 60 cân đổ về. 58 cân đổ về chứ. 58 cân đổ về. Rồi chị nào lấy cái đầm này 80k này. Comment cho em mà 44 nha mấy chị. Mà 44 đầm len màu xám này, xám nhạt hơn cái xám hồi nãy ha. Xám hồi nãy nó đậm hơn nè. Rồi comment liền cho em mà 44. Xám này là kiểu xám lông chuột nha. Xám này xám lông chuột. Comment mà 44 cho em nha. 70 là cái gì? 70 cái gì? 70 là áo đang mặc. 70 áo đang mặc nè. 70 áo đang mặc cho chị Ngọc Hà đuôi 4011 nè. 70 cho Ngọc Hà. Cái Ngọc Hà 4011 một cái 70 này, 70 cho Lương Nguyên này. Hết 70 chưa? Không, cái màu này một khác. 70 có 2 chiếc cho 2 người hết nha. Em hết 70 nha, chị Lương Nguyên này và chị Ngọc Hà đôi 4011. Chị Ngọc Hà 4011 cho em địa chỉ nha. Mã 44 cho Hương Chế Hương Giang này. Hết 44. 44 cho Hương Giang rồi, hết 44 nha. Rồi màu này mấy chị ha, màu này của màu này cưng quá à. Màu này đẹp quá mấy chị ơi. Chị nào màu này comment liền cho em. Mã 80 giúp em nha. Mã 80 hả? Cái này như cũ đúng không? Áo đúng không? Dạ. Cái này 80 rồi. Dạ. Rồi, đỏ cái áo len màu đỏ này mã 80 mấy chị nha, mã 80 cho em. Mã 80 này là 1m6 khoảng 54 cân đổ về nha, coi dạng thoải mái mấy chị ơi. 1m6 54 55 cân đổ về. Còn 1m á 1m55 á thì khoảng 50 cân đổ về nhá. 1m55 50 cân đổ về. Ok chị Ngọc Hà có địa chỉ đồ này, cảm ơn chị nha. Rồi ơn cái mẫu này comment mã 80 cho em mấy chị ha, mã 80 cho em. 44 cho Hương. Mặc rất là gọn và đẹp ha. Rồi 80 mấy chị nha, 80 đẹp quá. 80 xinh quá. Lên đi cái. Rồi 80 đẹp quá mấy chị. Chị nào ơn nè, hàng shop đàng hoàng nhóm chị còn tem mặc rõ ràng ha. Shop còn tem mặc rõ ràng mấy chị ha. Đó rất là đẹp luôn. Thật sự cái 80 này mặc rất là dễ thương ha. Chị đơn 80 cầm bên 80 lên liền. Lên màu đỏ mặc rất là trắng da. Hương Giang có địa chỉ là sắm hôn lên
Hương Giang hả? 80, comment 80 đi mấy chị. Comment 80 nhiệt tình ha. Ngọc Hà có địa chỉ rồi nè. Ngọc Hà có địa chỉ luôn ha. Rồi 80 em chốt 80 rồi nha mấy chị. 80 cho chị Nguyên Bích. 80 cho Nguyên Bích. Nguyên Bích, Nguyên Bích là khách mới hả? Nguyên Bích khách cũ. Ok. Mấy chị ơi, chị nào mà bữa nhớ để ý cho nên điện thoại để em gọi nha. Có nhiều chị mấy hôm mà bên em gọi mà không được là em mày hủy đơn đấy nha. Nguyên Bích 65k này. Chị Vi Vi nè. Với chị Vi Nguyên nè. Vi Vi với Vi Nguyên ha. Hôm nay like nhiều thứ chị ơi, like lên xong em like thứ khác này nha. Rồi em lên đầm lên chị nha. Đầm lên ha. Hôm nay like gì vậy chị? Diễm Hồng Kiều ơi, hôm nay chị like lên. Hôm nay lên xong rồi sẽ like đồ đầm xét lung tung. Rồi mẫu này nha. Chị nào mẫu này? Trời ơi mẫu này dễ thương quá. Len mềm lắm, len này len thỏ mềm cực kỳ, cổ lọ như vậy mấy chị nha. Màu này giá của nó là 75k thôi mấy chị ơi, nên sale 75k cho mấy chị luôn nha. Màu này sale 75k khi mấy chị mua kèm máu nha, một từ hai sản phẩm trở lên cho em luôn. Là hôm nay em sale banh nóc luôn mấy chị ơi, tại vì số lượng còn ít không còn nhiều nha. 70 70 cho chị Nguyên, Nguyên với 70 cho chị ấy là hết rồi. 70 hay 80? Mà 80 chứ 80. Chị Huyền Trần 80 nè. Nguyên Bích. Nguyên Bích. Nguyên Bích rồi, chị Nguyên Bích rồi mà. Bao nhiêu tiền? Giá phòng vậy. Nguyên Bích rồi, chị Nguyên Nguyên rồi. Chị Nguyên Nguyên, hai. Với lại chị Huyền Trần. Huyền Trần một cái 80 nữa. Mà 80 màu đỏ em đang mặc này chị. Cái đỏ 80 em đang mặc nè. Huyền Trần này chị xong rồi cho em mới. Huyền Trần này khách mới hả? Ừ. Huyền Trần ơi, Huyền Trần cho em thông tin nha, Huyền Trần khách mới á, Huyền Trần cho có thông tin em cho chốt được ha. Rồi, màu này này mấy chị ơi, 75k chút mà 75 giúp em luôn. Cái len này len thỏ, nó co giãn và thoải mái lắm nha mấy chị. Còn cái áo bên trong này mấy chị có thể mặc cái tay của nó, tay cánh dơi. Rồi mấy chị mặc á, mặc chung với áo dây tay cho em nha. Mặc chung với áo dây tay, nó sẽ giống như cái kiểu ghi lê á, mấy chị đầm ghi lê á, cực kỳ đẹp luôn ha. Đây bên ngoài là cái tay rộng rộng như vậy, bên trong là một cái tay ôm nha mấy chị. Mặc cực kỳ ấm và đẹp luôn nha. Ship về Bình Thuận thì của chế Hương Giang nhiều đồ len của em nó sẽ hơi nặng hơn một chút nhé, có khi vào tầm 40k đó. Ấm ghê á. Đồ len thông thường đồ len nó sẽ nặng hơn nhá. Em này cao nhá. Em này có nhiều màu. Em này có màu nâu. Màu này là màu cho là màu xám đi ha. Với màu rêu. Em này giá của nó 75k 1m6 từ 45 cân đổ lên và 60 cân đổ về nha. 65 cân của bon che được luôn. Chị nào mà 60 cân á, 65 cân á thì mặc thành formo mấy chị ha. Tại vì đầm nó co giãn cực kỳ mấy chị. Bao co giãn luôn nha mấy chị nha, bao co giãn cổ là cổ lò nha. Em bao co giãn cho mấy chị luôn ha. Cực kỳ đẹp nha. Đẹp lắm mà chất được xịn luôn, mềm mịn lắm. Rất là mềm mịn, nó bắt đầu lên này 75k một chiếc. Chị nào ôm chút liền tay cho em luôn. Xịn cực kỳ luôn nha, xịn vô cùng luôn 75k. Co giãn thoải mái chưa? Rất là thoải mái, co giãn cực kỳ. Nghe ấm luôn á mấy chị. Sài Gòn bây giờ đang ngồi trước cái quạt mà đã cảm thấy lạnh rồi ha. Mặc cái này vô ấm cúng và dễ thương cực kỳ nè. Chờ like đồ xếp lâu quá Kiều Phụng. Tại hôm nay like chủ yếu là lên mà hôm nay lên về ha. Còn đồ đầm xếp thì từ từ em mới like, like xong lên em mới lên đầm xếp nha. Rồi chị nó lấy chốt luôn cho em nè, chốt luôn mãi giúp em ha. Dạ. 75k. Mà 75 mà 75 luôn mấy chị nha, mà 75 giúp em. Mình xuống mà màu đỏ đây. Má 75, 75k mấy chị ơi. Mà 75, 75k nha mấy chị yêu ơi. Rồi mà xanh nha mấy chị. Chị nào mà xanh này comment cho em liền tay nha mấy chị ơi. Xe like nhiệt tình mấy chị, xe màn tay giúp em nha mấy chị. Xe nhiệt tình vào màn tay giúp em nha. Comment, comment nhiệt tình luôn. Xe nhiệt tình và comment nhiệt tình nha. Ở đợt này Facebook khó khăn quá chặt mà không thể chia sẻ được luôn á. Mấy chị giúp em chia sẻ bằng tay nhá. Mình chia sẻ không lên hội nhóm được á. Thì mấy chị nhớ là chia sẻ vào tường giúp em nha. Vào tường, vào trang cá nhân giúp em á mấy chị nha. Đó. Rồi để không share vô hội nhóm được thì nhớ share vào tường giúp em ha. Rồi mẫu này nhé mấy chị.
Chị đã ưng cái màu em đang mặc tay len như vậy, giống chị cực kỳ dễ thương. Cục nơ rơ phối ren như vậy mấy chị ha, rất là dễ thương luôn. Bốn màu này là 45 cân đủ lên và 60 cân đủ về cũng mặc vừa, tại vì nó co giãn cực kỳ. Mấy chị nhìn tay của nó co giãn đã chưa, tay co giãn đã mà người co giãn đã, đặc biệt mặc vô nó mát và nó đã vô cùng mấy chị nha, mặc vô mát mịn và đã vô cùng luôn. Chị nào ưng comment liền cho em mã của nó là mã số 3. Chốt mã 3 giúp em. 75 chị Hồng Phấn này phụ hả? Hồng Phấn đâu, em đọc ký cơ. Ký cơ. Chị Phấn Hồng. Phấn Hồng hay là Phấn Hồng, Phấn Hồng hay là Hồng Phấn? Thì em đọc tên chắc là tên Hồng Phấn á. Em đoán thôi. Chưa có số thầy địa chỉ, không biết. Chị Phấn Hồng cho em địa chỉ số điện thoại nha. Mà ba cho Ngọc Hà, Ngọc Hà này chưa có số điện thoại địa chỉ đúng không? Chỉ có hai đơn gửi một lần cho chị ấy. Chị Nguyễn Bích ấy để em kiểm tra lại nhá. Chị Hoa Quỳnh Hoàng ơi, chị Hoa Quỳnh Hoàng. Đặt, em bó tay rồi, không biết gọi chị Hoa Quỳnh Hoàng, Hoàng cho em địa chỉ để em ship tới tận nơi chị làm việc thì ok, em chốt hàng cho chị nha. Chứ em không cho tới nhà lấy nữa chị nha. Em không cho tới nhà lấy nữa nha. Chị nào chị tới, chị cho em địa chỉ em để em cho shipper mang tới thì ok ha. Còn em không cho tới nhà lấy nữa nha mấy chị. Đây số 3 đúng không? Dạ, số 3. Đây tiền đây. Số 3 giá phòng vị. Số 5, số 10. Số 3 cho Ngọc Hà, Ngọc đổi áo xanh lúc này lấy cái này. Đợi bà Ngọc Hà này. Áo xanh lúc nãy quá trời người chốt, không được. Ngọc Hà hả? Được rồi, được, ok. Đổi cho Ngọc Hà luôn. Ngọc Hà, chị, em đổi cho chị Ngọc Hà cái áo xanh, lấy áo xanh hồi nãy nha, Ngọc Hà này. Trời ơi, cái áo xanh đẹp quá trời luôn. Hồi nãy chế nào lấy hùng cái này, lấy cái này quá trời người đấy. Cái xanh nó mở gì nhỉ? Quên mẹ thôi. Chó xanh màu này chế nào hụt quá comment lại giúp em đi, chế Ngọc Hà đổi cái này nè. Chế nào lấy comment lên giúp em ha. 75 còn màu nào không chị? 75 còn nha, 75 em còn màu rêu. 75 còn màu rêu mấy chị, 75 rêu giúp em. 75 nâu. 75 rêu, 75 nâu giúp em. 75 rêu và 75 nâu ha. 75 em còn hai màu là rêu và nâu nha. Chế nào 75 rêu chút 75 rêu, lấy 75 nâu chút 75 nâu giúp em, 75k. Áo len mà có 75k thôi. Đầm len chứ đầm len. Rồi, comment lại cho em mã này nhóm chị ơi, áo kiểu nè mấy chị. À, len này len kiểu ha, comment mã 3 cho em. Mã 3 nữa. Mã 30, mã 30. Comment mã 30 giúp em ha. Rồi mã 30 giúp em. Mã 30 giúp em nha. Chị Hoa Quỳnh Hoàng đâu rồi? Không ok là em chốt cho chị sau nha, chị Hương Nguyễn này. 75 ba chị Hương Nguyễn nè. Đổi cho chị áo xanh lúc này. Chị Hương Nguyễn mới chứ. 75 rêu cho chị Phấn Hồng cho em địa chỉ số điện thoại nha Phấn Hồng ơi. 75 rêu cho Phấn Hồng. Phấn Hồng cho em số điện thoại địa chỉ. Hương Nguyễn mới chứ xả đồ mà rồi. Ai? Hương Nguyễn mới chứ. Vậy hả? Hương Nguyễn 2302 rồi. Màn trắng hả? Màn trắng ngu ngu. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, em lên tiếp nha. Rồi lên mặt, tiếp nha mấy chị. Em coi cái 75 nâu được không, hồi nãy có mặt rồi mà ta. 75 nâu là cái đầm á. Ừ là rồi màu này nha. Hồi nãy đâu, đâu. Cái nâu đó là form dành cho form lớn á. Tầm 1m6 khoảng 60 cân đủ về. Và 45-47 cân đủ lên. Rồi chị nó lấy cái đen cổ lọ, comment mà đen giúp em. Mà đen cổ lọ 55k. Chị nó lấy đen cổ lọ chút mà đen giúp em nha. Mà đen comment mà đen giúp em nha mấy chị đó. Dạ cảm ơn chị Xuân Huyền Tuyết này, không phải là mấy cái đợt trước có mấy chị khách quen hay đến nhà lấy á, em giữ đơn mà đợt này có nhiều trễ gọi quà không nghe máy em bỏ mua rồi trả tiền lẹ mày hết rồi. Rồi mà đen cho em nha mấy chị ơi, mà đen. Rồi comment mà đen giúp em nha. Rồi đen. Má đen cho em mấy chị ơi, má đen nè. Đâu? Chị Hồng Phấn. Ok này, chị Phấn Hồng có địa chỉ này, cảm ơn chị nha. Chị Phấn Hồng nè. Ủa cái xanh em mà chốt cho ai vậy? Chả biết chốt cho ai luôn. Sao vậy? Chị Hoa Quỳnh Hoàng trả lời mấy chút cho người khác. Rồi em muốn chốt cho ai? Chị Trung, chị ra thì cho ai em chút đi. Hết rồi.
Có mà, này đủ hai người chốt là hai mà. Ok, để em chốt cho mai xả ra thì để em lại bán lại nha. Đấy chứ mẹ chốt lần xả, mẹ chốt chứ lại xả lần hai. Ok, phấn hồng ơi, 75 rêu rồi chị nha. Rồi mẫu này lên mỏng mấy chị ơi, mặc trong nam nha. Cái này lên mỏng mình mặc trong nam mấy chị ha. Rồi mẫu 55k. Cái len mỏng này mình mặc trong nam nha chị, 55k. Chị nào lấy comment liền cho em mà của nó là mà số 4 mấy chị ha, chốt số 4 cho em. Len mỏng mấy chị nha, len mỏng mặc trong nam ok ha. Rất là sexy và dễ thương luôn. Chị nào ưng chốt liền cho em mã số 4. Mã 4 giúp em. Mã 4 giúp em nha chị nha, chúc mã 4 giúp em nha, mã 4. Comment 4 liền tay không chị ơi, xe like cho em nha mấy chị ơi. Xe like chim bàn tay giúp em nha. Xe like bàn tay ha mấy chị ơi, chị nào bị đá thì vô lại giúp em nha. Bị đá vô lại ha mấy chị. Rồi mã 4 này comment 4 cho em luôn ha, mã 4. Mã 4 55k. Chúc mã 4 giúp em. Mã số 4 55k nha mấy chị ơi, mấy chị. Thì em lấy số 4, comment số 4 cho em nha. Bây giờ như là giờ gặp mình nha, mình nha. Rồi em len cực kỳ đẹp này nha mấy chị ơi, em len cực kỳ đẹp này, nó bị dơ một chút xíu mấy chấm ở ngay đây ha, nó bị dơ mấy chấm ngay chỗ mặt của em bé, giống như tầng nhang của em bé vậy á đây ha. Đó em xeo nha mấy chị, 65k em xeo giống chị 50k. Chị nào lấy chút mà 50 giúp em nè, chút mà 50 giúp em nha, 50k. Đây nó bị dơ mấy chấm cái mặt em bé ha, giống như thằng nhang của em bé vậy á. Rồi comment cho em mà 50. Comment 50k giúp em nè, 50k nha, 50k giúp em, 50k. Comment 50 giúp em, 50k. Áo xanh lúc nãy chị bận còn không, áo nào thương áo nào thì cho áo đó. Hỏi coi. Không phải áo mà này kêu hỏi chị Hoa Bình Hoàng á, áo hỏi chị Hoa Bình Hoàng á đó, cho Bích Phương ha, hỏi coi chứ hỏi chứ có lấy đâu. Bích Phương lấy ok không chị nha, Bích Phương ơi chị chốt cho Bích Phương nha. Áo xanh chị mới bỏng, chị mới bỏ ra nè, cái này mã 50k đúng không em? Dạ Bích Phương ok ok giùm em ha. 50 cho chế My Hiền nha, 50k cho chế My Hiền này, Bích Phương lấy ok giùm em nha. Rồi mẫu này mấy chị ơi, mẫu này ha. Rồi màu này mấy chị ơi, màu này thì không bị gì nha, không bị gì thì giá khoảng 65k. Dạ. Rồi, comment cho em mã này là mã số cái gì á? 15, bị chị màn hình đó hả? Mã 15 giúp em. Comment mã 15 giúp em. Ok, Bích Phương nè. Chị nào lấy 15 chút mã 15 nha, 15 nha mấy chị ơi, 15 ha, 15 em có màu xám và màu hồng. Chị nào lấy 15 chút 15 giúp em, 15 xám và 15 hồng giúp em nhé. 15 xám và 15 hồng giúp em đây, 15 xám đi ha. Cái màu này hồi này em tưởng hết rồi, chưa có chốt được cho mấy chế nhá. Chế nào mà chưa chốt được có thể chốt lại giúp em nha. Chưa chốt được chốt lại giúp em này. Đây, chị nào mà chưa chốt được chốt lại giúp em nha. Mà 16 đúng không? 15 chốt 15 cho em, 15 xám và 15 hồng. 15 xám và 15 hồng cho em đi hai chị. 15 xám và 15 chị, hồng. Chị Nguyễn Thị Thanh Lam và chị Đào Trần Thị lấy màu nào comment màu đó cho em nha, 15 xám và 15 hồng nè. Cái này mình mặc là làm thầy phong nhúc quần hoặc mặc làm đầm cũng được nha mấy chị. Mặc làm đầm cũng được tại vì nó dài trên gối nha mấy chị. Nó dài qua mông, phủ mông và dài trên gối luôn ha. Mấy chị có thể thay đầm cũng được nha. Chỉ có 65.000 thôi. Đây, có thể mặc thay đầm, chị nào mà thấp thấp như em tầm 1m55 á thì có thể mặc thành đầm luôn mấy chị nha. Chị nào 1m6 thì mặc thầy phong nhúc quần nha. 15 xám với chị Phan Thị Kiểu nè. 15 xám với Phan Thị Kiểu. Chị Nguyễn Thị Thanh Lam và chị Đào Trần Thị lấy màu 15 màu gì chị ơi? Chị HT Hải Ngân là 15 màu gì? Chị Đào Trần Thị lấy 15 xám. Chị Đào Trần Thị lấy 15 xám. Ok, Đào Trần Thị 15 xám là hết 15 xám rồi. Rồi đây là còn 15 hồng thôi. Em hết 15 xám nha, còn 15 hồng. Hồng cho chị Nguyễn Thị Thanh Lam. Hồng Nguyễn Thị Thanh Lam. Hồng cho Nguyễn Thị Thanh Lam, vậy là còn một cái hồng thôi. Chị HT Hải Ngân ơi, lấy 15 hồng luôn nha. Cái này giá sao? Giá bằng vậy, giá bằng vậy. Sao lầm, sao môi. HT Hải Ngân lấy 15 hồng luôn nha, em chỉ còn một chip 15 hồng thôi. 15 hồng còn một chip một nha mấy chị. Comment 15 hồng cho em. Đây 15 hồng. Đã hết 15 luôn ha. 15 hồng rồi đây, em hết mạng 15. Mẫu này chị ơi, mẫu này 50k nhé. Mẫu này 50k.
Chị nào lấy mẫu này comment cho em mã 50 luôn nha mấy chị. Mã 50. Comment mã 50 cho em luôn nha. Mẫu này đẹp nè mấy chị. Mẫu này đẹp ha. Mẫu này mấy chị mặc làm dạng ghi lê cũng được. Hôm nay mình mặc như vậy cũng được ha. Nhìn rất là dễ thương luôn. Tay của nó là dạng tay con như vậy mấy chị ha. Đó rất là cưng. Rồi chốt cho em mã 50 50k nha mấy chị. 50k chốt mã 50 giúp em. Mã 50 15 xám chốt cho chị đúng không em? Đúng rồi chị Phan Thị Kiều ơi. Chị Phan Thị Kiều 15 xám nha. Chị Phan Thị Kiều có số điện thoại địa chỉ chưa? Khách chủ em ơi. Là 50 cho Bình Lê. Bình Lê các cụ phải không? Khách mới. Khách mới cho em thông tin Bình Lê ơi. Khách mới cho em thông tin. Bình Lê ơi, khách nào khách mới cho em số điện thoại kèm địa chỉ em mới chốt được nha. Bình Lê có số điện thoại. Bình Lê cho em số điện thoại kèm mã hàng của một dòng. Cho em địa chỉ trong vòng 2 phút nha. Rồi Bình Lê nè, Bình Lê má 50 nè. 50 cho Bình Lê. 50 cho Vi Lê. Ô quên Vi Vi. 50 cho Vi Vi. Chị nào lấy 50 chốt 50 nữa lên cho em nha. Chốt mã 50. 50 cánh của nó hơi cánh dơi một chút xíu thôi mấy chị, cực kỳ dễ thương luôn. 56 cân đổ về và 45 cân đổ lên nhá. Chốt mã 50 giúp em, mã 50 giúp em. Được okay. Như mình non ơi, xỉ lửa like thì nó giá nó sẽ cao hơn xỉ lô nhá. Giá 50k, ghi giá 50 cho em, có 50k thôi. Nếu mà chị nào xỉ like á thì nhớ làm chuyển khoản cọc cho em nha mấy chị. Chuyển khoản cọc cho em 500k rồi sau đó mình lửa like nhá. Lửa like cho em là lửa ít nhất 20 cái mấy chị ha. Lửa ít nhất 20 cái cho em sẽ được giá xỉ nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Bình Lê cho em xin thêm địa chỉ nha chứ ơi. Má 50, 50, má 50, 50k nè. Má 50, 50k nha mấy chị. Rồi màu hồng. Màu hồng lên giày mấy chị nha. Lên giày mặc mùa đông ha. Cực kỳ dễ thương luôn. Có mát mà cực kỳ cưng luôn ha. Đây mấy chị. Lên giày này mình mặc mùa đông nha. Rồi lên này giá của nó 60k. Chị nào lấy chút màu hồng cho em. Mã hồng 60k nha. Màu hồng bánh bèo, màu hồng dễ thương. Chị nào lấy hồng chút màu hồng giúp em nè. Mã hồng nha. Comment mã hồng giúp em luôn. Mã hồng. Chút hồng giúp em nha mấy chị. Mã hồng. Comment mã hồng cho em luôn nha. Mã hồng. Chút màu hồng giúp em. Hồng nè. Màu hồng đẹp quá à. Hồng bao dễ thương nha mấy chị ơi. Hồng dễ thương cực kỳ ha. Chị nói hồng chút hồng game luôn. Đá mà vô không lại, vô không coi được luôn rồi. Chị nào bị đá ra vô lại giúp em nha, hồng cho Thùy Duyên Dương. Hồng em hết rồi, hồng cho Thùy Duyên Dương thôi. Thùy Duyên Dương chứ hỏi cái địa chỉ vậy, hỏi cái đồng hồ vậy đó. Thùy Duyên Dương hỏi đồng hồ hả? Ừ. Tí xíu em offline em nhắn tin cho Thùy Duyên Dương nha. Rồi chị nào lấy hồng comment mặt hồng game đi, chút mặt hồng cho em ha. Rồi em lên mặt đen nha mấy chị. Hồng còn không? Hồng, hồng có một em. Em đọc Thùy Duyên Dương rồi em còn bảo chế là lấy hồng cho em. Hôm qua nhầm, bị nhầm, nhầm. Hồng cho Thùy Duyên Dương rồi ha. Hồng cho Thùy Duyên Dương là em hết má hồng nha. Phong ôm nha mấy chị. Áo đen này phong ôm nha, nó có màu đen này, màu nu nè. Ở đâu? Ok, chế Bình Lê có địa chỉ này, cảm ơn chế nha. Có cái đen này ôm thôi, mấy cái kia là có ôm không ta. Rồi chị nào lấy cái đen này comment mà đen cho em, mà đen và xanh ha mấy chị. Màu này có màu đen và xanh. Dạ. Hồng này dạ, dạ bắt vậy đúng không? Dạ. Đây, hai cái này phong môn nha, hai cái này là phong môn đen và xanh game. Thấy Huỳnh Hoàng Nguyên nha. Chế nào khách mới mà chốt hàng bên em comment cho em mã số kèm số điện thoại nha. Hơi bị cưng luôn mấy chị ơi, cái này mà về quê ha. Hôm trước em chốt đầm sọc. Ống nhôm luôn, mặc về quê hơi bị đẹp. Về quê mặc màu đẹp. Đầm sọc màu mã 28 gửi luôn cho em. Để anh coi còn không biết còn không nha. Ok Phan Thị Kiều có địa chỉ rồi em ơi. Đen cho chế đào Trần Thị này. Màu xanh. Có đen và xanh nhá. Comment xanh cho em luôn, nu luôn mấy chị ơi, nu luôn. Nu này không to một chút. Nu không to mấy chị ha. Nu là tầm size L, XL gì đấy. Đây, nu thì tầm 1m6 nè. Khoảng 60 cân đủ về ok luôn, đây là nu nha. Mà nu. Mà nu này không to. 1m6, 60 cân ha. Đây nha. Và 48 cân đổ lên. Nu là 48 cân đổ lên và 60 cân đổ về. Và mà đen em là 54 cân đổ về nha. Đen với xanh là 54 cân đổ về. Đen không nhỏ không? Ha. Đen hết. Đen còn một chút. Phải không? Đây là... Chị Trang Nguyên ơi, chị Trang Nguyên khách mới chốt hàng cho em mã số kèm số điện thoại một dòng để em chốt hàng nha chị ơi. Ô đen này tay lê. Phải thôi thì cứ thấy xuống. Còn đen với xanh thôi, cái đen kia đen với nu là mặt khác. Rồi, đen là đen còn một chiếc thôi. Đen một chiếc với cái xanh này một chiếc là hết.
Đen anh chốt rồi. Em anh chốt rồi mà. Em biết rồi, ý em đang đọc tổng số lượng cho anh để em biết được anh chốt á. Là đen một chiếc, xanh một chiếc. Hiểu chưa? Không, đã hiểu. Rồi, chưa hiểu hả? Em đã hiểu rồi, chưa hiểu. Không phải còn cái gì là có đấy được rồi. Ây da. Má đen, đen, đen cái chị Đào Trần Thị là làm hết đen à. Nu, nu. Cái xanh giống nè, cái nu đen này sao? Nu giống luôn. Cái nu này. Nu với xanh. Chế nào lấy một comment nu cho em này. Nu và xanh ha. Em còn nu và xanh rêu, xanh rêu nha. Nu comment nu mà xanh comment xanh kem luôn. Sọc caro trên ghế là mã 50 50k nha mấy chị ơi. 50k tay con mấy chị, tay ngắn ha, tay ngắn tới đây này. Mã xanh cho chị Trang Nguyên này. Xanh okay. Cho Trang Nguyên, rồi là còn cái nu. Chị Trang Nguyên cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. Trang Nguyên này, rồi đây em còn một cái nu ha. Đây nu này, comment nu luôn. Hơi bị đẹp luôn á. Cái này bị dơ mất rồi, cái này đẹp quá mà bị dơ mất rồi. Đây, lên cái đầm lên ha. Cái mới bịch mà sát người em có xài không? Xài đưa cho anh em đừng ngồi đi như bịch. Ừ, đúng rồi. Sao vậy, nhỏ hả? Nu Nu cho Bảo Ngọc Sari nè. 50 cho Bảo Ngọc Sari luôn nè. 50 cho Bảo Ngọc Sari hả? Mã nu, mã nu, nu, nu cho Bảo Ngọc Sari luôn nè. Bảo Ngọc Sari hai mã đúng không em? Đầm len vàng nha mấy chị ơi. Chị nói là cái đầm len này comment cho em mà. Còn nó mã số 42 đi. Số 42 cho em. Đây, mã 42 nha mấy chị ha. Có style luôn nha. Mã 42 có style luôn mấy chị ha. 42 là vạt kéo mấy chị, vạt kéo nha. Eo vạt kéo xuống dưới đây thì rất là modern ha. Chốt vào 42 cho em, mà 42 ha. Rồi 42 cho em nha, 42 giá nó là 75k. Chị nào lấy 42, comment 42 cho em 75k. Cái này 1m6, 60 cân cũng vừa và 48 cân đủ lên ha. 48 cân đủ lên và 60 cân đủ về. Comment mà 42 cho em. Ok, này cảm ơn chị Trang Nguyên nha. Chốt vào 42 cho em. Còn 42 nha chị nha, 42, comment 42 giúp em. 42 75k đầm lên 75k. 42 đầm lên 75k. Comment mà 42 giúp em. Chế nào đây 42, comment 42 cho em nha. 42 là đầm lên giá 75k này. 42 75k. Rồi chị ơi, cái mẫu này, mẫu này em còn hai màu là đen và nu ha mấy chị. Mẫu này thì tay lê. Mẫu này coi dạng tới 60 cân cũng vừa nha. Đây, mẫu này thì là phong rộng với chị ha, 60 cân cũng vừa 42, luôn. 42 cho chị HT Hải Ngân này, 75k nha chị 42 ơi. 42 cho HT Hải Ngân, 75k này. Rồi mấy chị ơi, cái màu nu em đang mặc ha mấy chị. Đây, mẫu này thì form nó rộng co dạng ha mấy chị. Form này là tay lê nha, 1m6 nè. Mẫu này 1m6 thì khoảng 5-60 cân cũng vừa luôn mấy chị. Tại vì nó co dạng đà lắm. Nó có hai màu là đen và nu nha. Ok, chị Bảo Ngọc Sari có mã nu và mã 50 rồi nha chị nha. Đen hai đen màu. Cho chị Phan Thị Kiểu. Đen cho Phan Thị Kiểu. Còn nu này, còn thế nào nu. Lấy nu. Còn đấy là cái nu kia hơi khác nha Bảo Ngọc Sari nha. Cái nu kia là không tay không có loe là chốt cho Bảo Ngọc Sari rồi nha em ơi. Nu cho chị Cao Thu Thảo nha. Cái mã nu tay lê cho chị Cao Thu Thảo nè. Như là em về là cái mã đó là em hết rồi nha. Đen cho chị Phan Thị Kiểu và nu cho chị Cao Thu Thảo nha. Tình giúp em tặng quà mấy chị nha. Xe like em tặng quà nha. Mấy chị chia sẻ màn tay giúp em. Bây giờ em lên mà tặng này mấy chị. Lên tặng quà cho mấy chị ha. Hả chả áo đây hả? Vừa mới ra cái đòi áo rồi. Còn không? Còn áo nó có màu đen không? Hết. À để em kiểm ra. Nè. Hết rồi sao á?
sao toàn bằng kia không? Hết rồi. Hết rồi. Wow, cái len này cực xịn, cực đẹp luôn. Trời, lung linh thế. Lung linh luôn. Cổ lọ hay. Dạ. Cổ này mà đứng lên là đảm bảo ấm luôn ha. Rồi chị đơn mẫu này comment nhanh liền tay giúp em nè mấy chị ơi. Comment mã đẹp giúp em nha mấy chị, mã đẹp nha. Mã đẹp cũng chỉ 65k thôi. Comment mã đẹp giúp em. Trời ơi đẹp quá, đẹp quá. Mã đẹp, cái mã đẹp này mặc Sài Gòn được luôn nha mấy chị. Tại vì len của nó không có dày ha. Len của nó vừa phải nha. Đó, mã đẹp cho em này, chỗ đẹp quá. Mã đẹp giúp em. Lên đầm đi em. Mã đẹp đẹp cho chị Hiền Vinh nè. Đẹp cho chị Hiền Vinh. Trên này mạng chị Hiền Vinh mạng rồi. Tương tác của mình tốt lắm, ngày nào anh chấm cho mình quá trời. Tốt đẹp cho chị Hiền Vinh. Lên liền nè. Màu này 50k mấy chị ơi, 50k. Mã cho em là mã số 22. 50k mà 22 giúp em. Đây 50k mà 22 của team. Lên mỏng mấy chị nha, lên mỏng 50k. Mặc Sài Gòn, mặc trong Nam mấy chị ha. Hoặc là mặc những nơi mà chưa có lạnh mấy chị nha. Chưa có lạnh, comment cho em liền tay 50k. Má đẹp em hết được không? Má đẹp em có một cái thôi, em hết rồi nha chơi. 50k, comment mã cho em là mã số. Mặc cái áo, mặc cái này thay cho áo kiểu được luôn nha mấy chị nha. 22 hả? 22 đúng rồi. 22 không mấy chị? Đúng rồi. 50k cho em 22. Bán siêu bánh nóc luôn. Mà 22 50k cho em. 22. Comment mà 22 cho em. 22 cho VV nè. 22 cho chị Lương Nguyên. 22 cho chị Lương Nguyên nè. 22 cho V 2 cái nha. 22 cho VV 2 cái. VV 2 cái đúng không? Kệ cứ bỏ, em cứ bỏ qua một bên, em còn một bên trong. Rồi tiếp không mấy chị. Còn nha chị Huỳnh Non ơi, lên giày còn nha. Đây lên giày đây, sao giờ bỏ qua một bên cho em. Đây lên giày nha, lên giày nha. Lên giày em còn hai, còn cùng vài mẫu quá, rất là đẹp luôn. 22 50k đúng không? Dạ 22 50k. Đây màu đỏ rất là dễ thương. Trời ơi, cái đó bao ấm luôn. Bao ấm da, bao trắng luôn. Mặc cái này bao trắng luôn nha. Chị nào mẫu này comment liền cho em mã của nó, mã số 45. Chốt 45 cho em. Ấm cúng dễ thương. Comment mã 45. Ấm đừng có cúng em. Ấm cúng. Mã 45 cho em nha, chốt mã 45. Comment mã 45 liền tay nha các tình yêu ơi, chốt mã 45 cho em. Wow. Wow, cái gì đây? Đẹp vậy. Đầm mấy chị ơi, đầm lên màu đen có đính hộp nha mấy chị ơi. Mã 45 đâu, 45 màu đỏ đúng không? 45 đỏ. 45 cho Su Boy Trương này. Cho Su Boy Trương. Bao nhiêu một chiếc phải? Dạ. À, áo giá có 60k mấy chị ơi, áo 60k thôi. Áo 60k kia mua từ 3 cái nha. Dạ, 60k thôi mấy chị ơi. 60k thôi nha, còn màu nào khác giá em đọc nha, mấy chị cứ comment nhiệt tình cho em nha. Rồi. Rồi mẫu này mấy chị cực kỳ dễ thương luôn. Rồi chị nào lấy cái đầm này comment cho em mã của nó là mã. Comment liền cho em mã của nó là mã số 72 đi ha. Đầm em đang mặc comment mã 72 giúp em, comment mã 72 nha. Mà 72, giá 85k đấy ha. Bomber cánh chim mà mấy chị thích con bomber cánh chim hả? Bomber cánh chim hồi mua đen từ năm ngoái rồi. Bomber cánh chim hồi năm ngoái bán nhiều lắm. Năm nay mình chơi cái khác đi. 72. Ok nha, Nguyễn Thị Sa Lâm thì chị rồi này. 72 có mấy cái em ơi? 72 có một cái. 72 em có 85k. Một cái thôi. Cho tôi chị 72 cho chị Nguyễn Thị Thanh Lam này. 72 cho Nguyễn Thị Thanh Lam, 85k này. Làm hết 72 này mấy chị nha. Hết 72. Vì hai cho Nguyễn Thanh Lam. 72 này là mặc ấm này. Trời quá trời mình chế này làm 72 lên nghề đi. 72 hết rồi. Đó. Màu đen em chỉ có một, còn một chiếc thôi ha mấy chị. Chị nào lấy comment mã hồng cho em luôn. Mã hồng cũng ấm lắm, mã hồng em còn một chiếc nha.
Chị nào lấy hồng chút mà hồng cho em luôn này, mà hồng ha. Mà hồng giúp em nha. Trời ơi, mà hồng cưng quá. Nhìn cưng quá mấy chị ơi, chút mà hồng nha, mà hồng cưng ơi là cưng luôn. Chị nào ưng hồng chút mà hồng giúp em nha, dễ thương lắm. Mà hồng cùng 65k thôi ha. Chút hồng giúp em 65k. Mà hồng 65 giúp em 65k. Comment mà hồng nha. Hồng cho Thảo Nguyên ha. Thảo Nguyên cách mới. Thảo Nguyên cách mới hả? Thảo Nguyên ơi, Thảo Nguyên cho em thông tin số điện thoại địa chỉ nha Thảo Nguyên ơi. Thảo Nguyên cho thông tin số điện thoại địa chỉ để chốt hàng nha Thảo Nguyên. Cái đỏ đó. Cái đỏ chốt cho mấy người nè? Một người. Một người hả? Một người hả? Dạ. Rồi con nó như thế vậy. Thảo Nguyên cho thông tin số điện thoại để chốt hàng được nè. Hồng nha. Còn đầm, còn đầm len không? Không, Thảo Nguyên cho chúng ta có thông tin số điện thoại địa chỉ rồi, anh chốt cho chị sau nha. Ờ, chốt cho chị sau cũng được. Hồng, má Hồng em chốt cho chị Hiền Vinh nè. Thế Thảo Nguyên chưa có số điện thoại địa chỉ chưa chốt được nha. Hồng cho chị Hiền Vinh. Rồi, chế nào lấy cái sọc này comment mà sọc cho em. Đại sọc những cái sọc huyền thoại thôi. Sọc huyền thoại cho chị dễ thương luôn, comment sọc này còn một chiếc một nữa hả? Sọc em chỉ còn một chiếc một thôi. Bao nhiêu tiền? Comment sọc cho em luôn, sọc còn một chiếc một nha mấy chị nha. Mà sọc giá bằng vậy ha, sọc crop top của chị Dị Thương. Đẹp quá à, hay dự mặt kìa. Dị Thương quá ha. Rồi comment sọc cho em luôn nha. Sọc cho chị Hiền Dân. Sọc cho Hiền Dân luôn. Giờ này Hiền Dân có lấy một sọc rồi sao. Rồi tiếp cho mấy chị. Chị Hiền Dân nhớ là mình chốt cái gì rồi nha. Chốt đi chốt lại nhiều quá xong về nhà. Tụi em ơi sao chị chốt một này nhiều quá. Có hai cái là cùng mấy. Rồi có hai cái là cùng à. Rồi sọc cái Hiền Vinh ha. Rồi chị nấu mẫu này. Mẫu này mấy chị ở 55k nha. Mẫu này 55k. Ở đâu mẫu này 60k. Sorry mấy chị. Mẫu này 60k. Comment liền cho em mà đẹp. Mà đẹp mà đẹp 60k. Comment mà đẹp giúp em nha. 60k mà đẹp. Comment đẹp giúp em. Cái này mặc ở vùng nào được mấy chị nha. Nó mát. Mà còn không chị ơi, Nguyên Sonia. Đâu lắm đấy, trẻ này vô thì còn nha Nguyên Sonia. Cái đỏ này sức mới. Mới mặc vô like thôi. Cái này bao nhiêu? Đang tính dự lại mặc cái mặt đẹp quá. Cái này bao nhiêu? Vậy giá cũng vậy. Rồi chị nào lấy mẫu này comment liền giúp em nha. Đẹp. Mà, gì? Mà đẹp đúng không? Mà đẹp 60k mấy chị ơi. Mà đẹp 60k. Comment đẹp giúp em, đẹp thật sự đẹp luôn, mặc vùng nào cũng được ha. Mắt này chị thương. Cái này mấy chị mặc thay ốc hiệu, mấy chị chỉ có 60k. Rẻ hơn một em ốc hiệu nhiều ha. Mà đẹp, đẹp không kém cái ốc hiệu nha mấy chị. Còn nha chị Xuân Huỳnh Tuyết ơi. Chị Xuân Huỳnh Tuyết từ 45 đỏ comment. Ok cho em nha, để em biết nha. Mà đẹp nè, comment đẹp giúp em. Mà đẹp nha, mà đẹp. 45 đỏ là gì á? Được biết rồi là được, anh nhớ là được. Ok. Em phải lợi cái này của em đi. Xe like giúp em đi mấy chị ơi. Đẹp cho VV nè. Chia sẻ like chim nhiệt tình giúp em 60k nha. 60k nha, đẹp cho VV 60k nè. Chế nào lấy đẹp với comment mắt đẹp cho em nè. Trời ơi không chia sẻ được luôn á. Anh bị chặn chia sẻ vừa thôi cũng chặn. Thế em đang mặc bao nhiêu tiền? Xe em đang mặc hả? Xe em đang mặc giá là 99.000 à. Chỉ có 99k là có mức mực luôn. Rồi. Rồi xong luôn bị đá rồi. Rồi, chị nói lấy đẹp comment đẹp trên tay giúp em nha, mà đẹp. Đẹp. Đẹp cho chị Thu Nguyễn Thị Kim nè. Chị Thu Nguyễn Thị Kim cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. Chị mới nhận được hàng đẹp và rẻ. Cảm ơn chị Bí Ngô nha. Cảm ơn chị Bí Ngô yêu dấu. Trời cái đèn này xinh quá. Đẹp 60k cho chị Thu Nguyễn Thị Kim nè. Thu Nguyễn Thị Kim. Rồi chị nào lấy cái len này comment cho em mà số 6 nha mấy chị ơi, số 6. Chốt số 6 cho em nè. Số 6 cho em nha. Eo em to mấy chị, mỡ nhiều mà bây giờ có gòn không? Mặt nhìn thon quá ha. Rồi. Tại vì nó che khuyết điểm mà mấy chị ngồi á bụng nó có mỡ nó cũng bị giấu đi nha mấy chị. Cho nên mấy chị mà mặc len mà có họa tiết một chút xíu màu đen đẹp cực kỳ luôn ha. Rồi chị nào ấn cái này comment liền cho em nè. Mà gì nhỉ? Ok, chị Sơn Huỳnh Tuyết có 45 đỏ nha. Đen này mới nó mà gì nhỉ?
cái gì nhá, quên rồi. Mà số 6. Số 6 cho em, số 6. Để số 6 chút, số 6 cho em giống chị chút mà, số 6 cho em. Hình như hồi này Vivi có 6 rồi Vivi ơi. Vivi có 6 rồi. Hình như Vivi có 6 rồi Vivi. Số 6 cho anh Thi đi. Số 6 cho anh Thi, còn một số 6 nữa. Chị nào lấy số 6 comment số 6 cho em nha. Ủa anh Thi một người không ta? Anh Thi một người có một người không? Bao nhiêu ký một người à? 6 cho Hà Trần. Hà Trần này đi chung với bà Hiền đúng không? Đúng rồi. Số 6 cho anh cân? Thi nè. 6 55 cân đổ về mà ok. Ok, 40 cân đủ lên. Bao nhiêu tiền? Dạ giá bằng vậy. Đâu đưa cởi ra đưa trả cho người ta quên bây giờ. Trả cho Hà Trần này. Đòi liền. Trả cho Hà Trần ha. Đây. Trả cho Hà Trần đó. Số 6 cho Hà Trần đuôi 630 nha. Cái đen gỗ lọ mấy chị nhé. Mấy cái này mấy chị về mấy chị tặng cho người thân cũng đẹp nha. Đây đen gỗ lọ. Chị nào lấy chốt liền cho em cái lò này bao cô dạng luôn mấy chị, bao cô dạng luôn. Đây 50k. Đen cổ lò 50k comment liền cho em, đen đẹp lắm. Comment cho em số 1 mấy chị, mã số 1 nha. Đen này bao không xù lông mấy chị nha. Em bao không xù lông với mọi hình thức luôn. Giặt máy giặt tay. Đó. Chị nào lấy comment liền cho em này. Comment liền mã bao nhiêu nhỉ? 50k. 50k với chị nha. Đen cổ lọ 50k. Chị nào lấy comment mà 50 cũng được. Comment số 1 cũng được nha. Mà 1 cho em. Comment mà 1 nha. Mà 1 chút mà 1 cho em nè. Mà 1. Comment mà 1 luôn. Mà 1 cho Trang La La. 1 cho Trang La La. Đấy. Cổ lọ á. 1 cho Trang La La. Rồi cái len sọc kem này ha mấy chị. Đây là sọc kem nha. 50k. 50k không hả? Dạ, xeo bánh nóc luôn. Ốc kiểu á mấy chị, cái này mấy chị mặc thay ốc kiểu á, nhìn dễ thương á. Rồi comment cho em mã của nó là mã số 40. Chốt 40 cho em. Mã 40 50k. Comment mã 40 cho em mặc thay ốc kiểu nha. Mặc thay ốc kiểu. Rồi mã 40 cho em, chốt 40 luôn. Mã 40. Đây 40 này nhiều. Mã 40 cho em 50k. 40 50k nha mấy chị nha. 40 50k cho em. Bốn mươi năm mươi k cho chị Mai này. 40 50k cho chị Mai một kem nha, một kem cho chị Mai, một kem ha. Cái này màu trắng này. Còn không? Còn không? Hết. Dễ gì còn. Rồi cái này là cổ hơi lỏ ha mấy chị, cổ này chắc tầm một phân á, cổ này chắc tầm gồm một phân, chị nào không thích cổ thì mình lần nó xuống ha. Mình lần nó vào nhá. À, lần nó vào cái này này. Đấy. Rồi túi ha. Chị thương lắm 55k. Comment mà trắng cho em 55k. Chị nào lấy trắng chốt mà trắng cho Thảo nha. 55k. Trắng quá đẹp luôn. 55 cân đổ về. Mà trắng cho em nha mấy chị. Má trắng 55k này. Trắng đẹp lắm. Nó nhỏ thôi nha, trắng đẹp lắm. Trắng bao nhiêu cân một vừa? Mà trắng là 56 cân đổ về, 40 cân đổ lên và 56 cân đổ về ha. Chốt cho em cái trắng đi anh, Tết mặt trời rồi. Lê Đức Thảo một cái trắng đi. Lấy cho anh cái trắng đi, Tết mặt cặp chơi vui coi. Vậy hả? Ok. Chốt cho Giang một cái trắng. Trắng có số lượng nha mấy chị nha, trắng có số lượng, comment mà trắng cho em nha. Mà trắng cho em trắng có số lượng ha. Vivi trắng 3 cái nè. Cho Vivi trắng 3 cái nha. Đâu Vivi trắng 3 cái nè. Ở đâu đó lấy cho Vivi đi. Ok. Cho Vivi 3 cái đi. Vivi 3 cái rồi ha, còn chị nói lấy trắng rồi không comment trắng lên cho em nè. Trắng cho chị Hiền Dinh nè. Trắng cho chị Hiền Dinh. Trắng cho Hiền Dinh ha. Cái len này chị mặc xong rồi chị mặc thêm áo khoác là ok rồi chị, rất là đẹp ha. Màu đen mà, trắng này gì màu đen mà. Trắng cho Hiền Dinh nè. Trắng cho Hiền Dinh luôn cho Vivi. Chị Thu Nguyễn Thị Kim hồi nãy chốt được với em một cái máy chứ mà không biết cho em địa chỉ chưa ta? Quỳnh Nhân Oanh này giờ bà đâu có chốt được gì đâu đúng không? Chưa. Chị Thu Nguyễn Thị Kim cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. Anh biết Hiền Dinh rồi hả? Phải lấy cái của em ra. Anh biết Hiền Dinh rồi lấy cái của em ra. Em biết cho chị Hiền Dinh luôn rồi chị. Thật ra Hiền Dinh được 2 chiếc luôn.
Nhìn trên hai chiếc. Vậy là chị nhìn trên hai cái trắng nha. Em biết cái gì một cái, anh Giang biết một cái là nhìn trên được hai trắng. Chị đè chị đập cho mông mụ luôn. Trắng với chị Mai. Chửi cho chị Mai với em đi. Chửi cái đang cầm cho chị Mai. Chị lấy là mình sờ, mình đùa chị à. Rồi xếp. Xếp cho mấy chị ơi, xếp váy. Ok này. Luôn kìa. Hỏi cái tên. Nè chị Mai. Rất là chị Mai. Rồi màu này, chị nó lấy xếp vàng này, comment mở vàng cho em nha. Và vàng này là 1m6 khoảng 48 cân đổ về ha. Tầm size M, mấy chị xếp size M ok ha. Dễ thương lắm. Chế bình lê lấy trắng nữa nè. Rồi bình lê trắng nè. 55k nha. Đây thấy đây. Bình lê trắng. Ok em. Rồi. Cho em mặc cái cho em đó. Ok luôn. Cái thầu mặc cho thầu. Rồi chị nào lấy cái màu này chút màu vàng cho em nha. Một set thì nha mấy chị là 69k. Một set này chỉ có 69k thôi. Chị nào lấy vàng chút vàng cho em tầm set CM mang ok nhá. Mà vàng, mà vàng set CM mang ok. Comment mà vàng cho em luôn nha mấy chị ơi. Mà vàng nha, chút mà vàng giúp em. Mà vàng nha. Comment mà vàng nhanh tay cho em nhé. Mà vàng 69k hả? Dạ mà vàng 69k. Mà đỏ, mà đỏ. Chị nào lấy đỏ chút mà đỏ cho em luôn. Mà đỏ, mà đỏ 65-60k. Vàng 69k cho Trang La La. Đang sao chín cái dây chăng la la. Rồi mà đỏ nhắn chị, mà đỏ. Chị nó lấy đỏ chút mà đỏ cho em. Cái này mà đỏ này bà Trang mặc đẹp nè bà Trang ơi. Cái len này là len của nó cũng không mỏng. Mà nó dày dày, nó hơi dày dày thôi, cũng không dày lắm. Nói chung là ngoài Bắc mặc được, trong Nam mặc cũng ok. Đó, rất là dễ thương mà len form dáng chuẩn lắm, chuẩn đẹp lắm ha. Đó nghĩ sao 65 ngàn, 65 ngàn được một cái áo này mấy chị. Này giờ mấy chị chốt đỏ 65 ngàn, đỏ 65k, đỏ 65k. Được 2-3 sản phẩm rồi thì đỏ còn có 60k nha. Chị nào chốt 2 đến 3 sản phẩm có 60k, đặc biệt nó là hàng shop. Nó có tem mặt đầy đủ luôn mấy chị ơi. Hàng này là không phải hàng siêu đâu, là hàng ghim á, cho nên mặt nó chưa có cắt ha. Đó, chị nào lấy đỏ chốt đỏ cho em luôn, thực sự đỏ đẹp lắm. Chị nào chưa có đỏ chốt đỏ lên ha. Chốt mà đỏ lên. Mà đỏ lên liền cho em. Chốt mà đỏ lên liền cho em ha mấy chị ha, chốt mà đỏ lên liền. Mấy chị ơi, chị nào chưa chia sẻ chị sẽ hai cái em nha. Đủ 2 cái không? Đỏ 2 cái chứ VV kìa có 2 cái. Còn đỏ con mà. Đỏ con. Ok, đỏ con. Đỏ con thì nó lấy đỏ có chút đỏ cho em nha. Đỏ cho cháu Huỳnh Oanh Oanh này, cháu Huỳnh Oanh Oanh cho em xin thêm địa chỉ nha. Đỏ cho Huỳnh Oanh Oanh, đỏ cho VV 2 cái. Rồi, chị nó lấy đỏ nè, comment đỏ cho em, đỏ em còn nha. Comment mà đỏ cho em luôn. Đỏ cho chị Đào Trần Thị. Đỏ cho Đào Trần Thị. Đỏ cho Đào Trần Thị. Đỏ cho chế Bình Nguyên. Đỏ Bình Nguyên, nhớ hết đỏ đó lên. Đỏ cho VV, ơi đỏ cho gì? VV 2 chiếc rồi, đỏ cho Bình Nguyên. Đỏ cho Đào Trần Thị. Đỏ cho Huỳnh Oanh Oanh đúng không? Rồi hết rồi đó. Đúng rồi. Ok, em hết đỏ nha. Cái đen cổ lò mấy chị nhá, cái cổ lò này. Cổ lò này em còn một chiếc nhá. Chị lấy cổ lò này, cổ lò ha mấy chị ơi, 50k. Cổ lò 50k, cổ lò sắc mắt 50k, mặc dễ thương lắm nha. Để em mặc thử cổ lò cho mấy chị coi ha. Mặc thử cái cổ lò cho mấy chị coi này. Cổ lò này mặc hơi bị dễ thương á. Đây cổ lò có 50k thôi, hồi này có một chiếc bà Trang phải lấy rồi đúng không anh? Mặc dễ dàng lắm nha mấy chị, không bị hư kiểu tóc luôn, tại vì cổ của nó rất là co giãn á. Cái này trong Nam cũng mặc được mấy chị ha. Đó, dễ thương chưa? Cái này làm khẩu trang luôn cũng được nha mấy chị. Anh thấy mùa lạnh á mấy chị, ở vùng lạnh á cứ kéo cái cổ nó lên á. Đây chị nào lấy cái màu cổ lò này. Cổ lò cho chị Hiền Trinh. Cổ lò cho Dinh. Thích cổ ngắn thì mình bèn xuống, mà thích cổ cao thì mình kéo lên ha. Nếu mình ngoan ngoan có địa chỉ này cảm ơn chế nha. Cổ lò cho Hiền Trinh, em coi còn chiếc nào không. Còn một chiếc cổ lò. Chị nào lấy cổ lò, comment cổ lò cho em luôn. Có 50k mặc đẹp lắm, chị nhìn này sang lắm ha. Cổ lò cho Hiền Trinh này. Cổ lò sang rồi để mặc luôn. Để đẹp về mặc luôn, chế nào lấy chốt cái chốt cho em cổ lò rồi được rồi. Chị thương ha. Ừ. Quá đẹp luôn á. Rồi lên màu khác nha. Cực kỳ cưng ha. Cổ lò cho chế Hoài Thương Mai. Rồi hết. Hoài Thương Mai là lên hết của Hoài Thương Mai nha. Là gửi hàng chung với ai ta? Thủy Tiên phải không ta? Hoài Thương Mai hả? Chị Gia có phải gửi chung với Thủy Tiên không? Đúng lắm. Nhớ mang máng vậy. Chế Hoài Thương Mai gửi chung với ai? Nói lại giúp em nha. 50k phải không? Dạ. Anh nhớ là vậy. Đúng 50k. Rồi màu này em tặng đấy mấy chị ơi, màu này phía sau nó hơi dơ một xíu nha. Nó bị dơ một xíu em tặng luôn mấy chị. Chị nào lấy chút mà tặng cho em đi, tặng cho người comment đầu tiên nha.
mà tặng kèm điện thoại cho em, tặng cái người comment đầu tiên, comment mà tặng cho em nha. Tặng. Ok, kiểu biết nhớ mà. Tặng cái người comment đầu tiên nha. Tặng, tặng, comment tặng cho em. Mà tặng kèm điện thoại đầy đủ cho em này, em tặng cho người comment đầu tiên luôn cho mấy chị ơi. Tặng kèm điện thoại đầy đủ. Đây, tặng cho người comment đầu tiên. Ok, tặng luôn. Tặng cho người comment đầu tiên nha. Tặng kèm điện thoại đầy đủ này. Tặng cho anh Thi đuôi 061 này. Anh Thi comment đầu tiên tặng cho anh Thi á. Anh Thi làm mà tặng. Ủa nhưng mà anh Thi... Đúng rồi. Anh Thi nó sẽ hiện tại đầy đủ đúng không? Đúng rồi. Ok. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái này nó cũng bị dơ luôn. Cái này tặng luôn. Chơi giặt ra đúng không? Nhìn này. Tặng luôn. Tặng luôn mấy chị ơi, có lời nằm hết đây rồi nè mấy chị. Lời nằm đây hết rồi nè mấy chị ơi. Tặng luôn, thôi, tặng luôn nha, chị nào lấy comment cho em mà tặng tặng 100 đi kèm sức thầy đầy đủ. Tặng 100 kèm sức thầy đầy đủ cho em. Má tặng 100 kèm sức thầy đầy đủ cho em nè. Tặng cái chế nào comment đầu tiên nha. Tặng kèm sức thầy đủ cho em, tặng 100 kèm sức thầy đầy đủ cho em. Tặng cho người nào comment đầu tiên. Tặng 100 nha mấy chị, nhớ là tặng 100. Tặng 100 cho em. Tặng 100 kèm sức thầy đầy đủ nè. Tặng 100 kèm sức thầy đầy đủ cho em ha. Tặng cho người comment đầu tiên nhé. Ủa, cái thằng mà vi đẹp thế. 9876542 luôn, thứ lùi dưới bà. Mà tặng, tặng 100 tặng cho Vivi nha. Tặng cho Vivi nha. Tặng cho Vivi. Chị không có gì. Không thử sao biết chị ơi. Chị nào á, chị nào? Chị Sơn Hình Tuyết. Sơn Hình Tuyết hả? Chị không thử sao biết chị. Sơn Hình Tuyết ơi, nếu mà không được tặng thì chị mua đồ nhiều lên, cuối năm em tặng cho chị nha. Cuối năm tặng cho Sơn Hình Tuyết luôn. Chà la la, lúc comment đầu tiên thì tặng cho người thứ nhất. À là tặng cho người thứ bao nhiêu đấy. Còn lúc còn đợi để comment đến thứ bao nhiêu đấy thì tặng cho người thứ nhất. Nên á, nên mình đừng có ngại, mình cứ comment lên đi. Biết đâu, lâu lâu mà thảo hứng á. Không, bà Trang La La là bà được tặng, bà cũng hay được tặng lắm mà. Bà Trang La cứ comment lên, biết đâu may mắn nha. Biết đâu tôi lấy bà comment đầu tiên, biết xong tôi tặng người đầu tiên ra. Biết đâu bà comment lên thôi. Cái bà cái làm ở trong nước cuộn cục. Bên trong nước cuộn cục rồi. Để bận hưởng này á, bữa giờ chưa bận hưởng này, nhưng cái này dễ thương lắm nè. Nhưng cái này dễ thương lắm nè mấy chị. Bận hưởng. Rồi hình như màu này còn một khác không ta? Chị nào lấy màu này comment đuôi cá này comment cho em mà của nó là mã số 60 nhé. Số 60 cho em 60 85k. Thằng đen ấy. Cái đen này em bán mà đúng không? Cái đen này bán mà. Mã bao nhiêu? Mã 60 85k. Mã 60 85k của em body nhé. Body đen. Cho đọc chú ký đi em. 1m6 khoảng 54 cân đổ về. 1m6 54 cân đổ về nhá, em body đen này 85k mã 60 nha mấy chị. Body ơi. Đen nha mấy chị nha. Rất fine như vậy rất là dễ thương này, đuôi cá á. Mặc đi tiệc vô tư mấy chị. Đây bao co dạ bao thoải mái luôn. Banh càng cỡ nào cũng ok, không có bị vướng mấy chị nha. Không bị vướng. Rồi, chị nào lấy cái đen này comment cho em ạ. Bao nhiêu? 80 hả? 60. Mã 60 chút 60 cho em. 60 85k nha mấy chị nha, 60 85k. Chị nào lấy 60 chút 60 cho em này, 60 85k ha. Comment mạng 60 giúp em. Mạng 60 85k giúp em nha. Mét 6 54 cân đổ về ha. Mét 6 54 cân đổ về. Rồi mấy chị ơi còn không? Mấy chị còn đó không? Còn đó comment lên chấm chấm lên cho em đi. Để em lên đồ. Em lên lô tiếp theo ha. Em lên dung đầm set nha. Chị nào còn đó không? Chấm chấm lên cho em. Dạ. Thang thì kiểu 60 luôn. Thang thì kiểu vừa hả? Ok, cho Thang thì kiểu 60 luôn là hết 60 nha Lục. 60 trả cho chủ nhân này. 60 cho Vivi với 60 cho Phan Đình Kiều lên. Ông Phan Đình Kiều nữa chứ. Thang thì kiểu đúng không? Anh gửi cho em không? Cho Phan thì kiểu là hết luôn ha.
mặc vô được mà lột ra được. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi, chị nào à? Ở đây em còn một chiếc áo kiểu nè, len kiểu nè. Còn một chiếc len kiểu nha. Chị nào lấy comment luôn cho em ha, còn một chiếc len kiểu nha. Tay lê đẹp lắm. Tầm 1m6 57 cân, 56 cân đổ về ok luôn á. 1m6 56 57 cân đổ về ha. Rồi giá 60k thôi. Lên màu đỏ. 60k nha, 60k. Chị nào lấy màu này nổi nè, 60k, chị nào lấy chốt kem. Một áo len kiểu 60k, mã 60 lên luôn nè. Mã 60 luôn cho em đi. Vợ con hai chiếc áo len em lên luôn nha. Lên lên tay dài đẹp lắm nè. Phọc dài tay dài mấy chị ha. Rồi 55k, chị nào lấy chốt cho em mà 55. 55k chốt mà 55 giúp em nha. 60 xanh cho chị Cao Thu Thảo nè. Cô Cao Thu Thảo mặc đẹp lắm nha. Rồi chốt mà 60 cho em, tay dài. Cao 1m58 vừa kia. Oh, ok ok. Rồi bao nhiêu? Eo 74 vừa, 74 vừa. Eo chứ 74 không chế? Eo chứ 74 là vừa nha. Trời ơi, hơn vừa đi. Nếu mà chị chứ con, chứ chưa có con thì eo tầm 74. Còn nếu mà chị có con thì có thể eo hơn ha. Rồi, chế nó lấy mẫu này 55k, chút mà 55 cho em luôn. Mà 55 mặc đẹp lắm. 60 cân đổ về và 45 cân đổ lên ha. Mã 55 này, một em mã 55 này, nó luôn này. 50k luôn. Phải không? Đâu phải. Hả? Này 55 hả? Đó, 55k này 50k này. Cái này 50k nha, 50k, 60 cân đổ về và 45 cân đổ lên. Đó, chốt mà 50k cho em luôn, 50k em này nha, 50k. Cầm em mà 50 cho em luôn này. 50, 55 nha mấy chị hết. Một mã 50, một mã 55 này. 50 là 50k, 55 là 55k nha mấy chị ơi. Xe em đang mặc thì nó lấy không ạ? Xe em đang mặc, xe em đang mặc là tầm 68 đổ về. 1m6 khoảng 50 á. Mét 6 là 50 mấy cân nhỉ? Mét 6 khoảng 48 cân thôi. Mét 6 48 cân. 1m55 là khoảng 45 cân đổ về. Nhưng em 46 cân mà mặc vẫn ok luôn ha. Hot lắm luôn đó nha. Đầm đuôi cá cao 1m58, nặng 54kg. Eo của chị Phan thì kiểu 74 không chị? Nếu 74 là vừa nha chị nha. Eo chị 74 là chị vừa chị ha. Còn eo của chị mà hơn 74 là chị mặc bị chọc nha. Cái 74 là ok á. Rồi mẫu này nha các tình yêu ơi. Chị nào ơi mẫu này comment liền giúp em nè. Đó, cái dung nha mấy chị, một cái dung thiết kế bằng ren cực kỳ xinh luôn, giá 85k. Chị nào ơi chốt liền cho em mà dung nha. Dung đầm hả mấy chị? Dung đầm thiết kế cực kỳ xinh nha. Đây. Mét 6 khoảng 54 cân, 52 cân đi, eo 74. Mét 6 52 cân đủ về nha, rất là dễ thương như thế này. Rồi chị ơn mẫu này chốt liền cho em mà của nó là mã số mà dung, chốt mà dung giúp em. Đây là một cái dung đầm mà chị có quần trong nha. Đây, quần trong như thế này ha. Dung cho chị Hiền Dinh. Dung cho Hiền Dinh ha, dung 85k cho Hiền Dinh. Mã 55 là không lời luôn á. Dung 85k cho Hiền Dinh nha, có mút ngực luôn nha chị, có mút ngực. Mút ngực đẹp lắm nha, mút ngực cực đẹp luôn. Rồi mẫu này mấy chị ơi, mẫu này 90k. Em mẫu 89k chứ. Mẫu này 89k nè mấy chị. Mẫu này. Đây mẫu này, cái này mặc thử mẫu này không ta? Mình thích thì mình mặc thôi. Cái dễ thương luôn á. Chị sợ không vừa. Ok chị Phan thì kiểu nha. Cái nào vừa thì chốt cho em là được rồi chị ơi. Sợ mình em cũng sợ cái gì mà mặc không vừa, về không vừa mặc không được cũng tiếc lắm nha. Mẫu này mét 6 52 cân đổ về nhá. Màu này em còn màu đen với lại màu đỏ nè. Màu này còn hai màu đen và đỏ nhá. 89k. Đây, đen đỏ 89k. Chị lấy chốt cho em mà hai nha, mà hai đen mà hai đỏ chốt cô tông cực xịn luôn. Màu này mặc màu đen lắm nha. Tách ra bán cũng được mấy chị. Rồi đây rất là dễ thương. Rồi chị nói ơn comment liền giúp em 89k. Comment liền giúp em. Mà 89 đen và 89 đỏ giúp em. 89 đen và 89 đỏ mấy chị nha. Có cái đi sau đấy là đi. Cái bi hả? Bi nào? Sau lưng em đó. À cái đó bộ bi á. Xếp bi. Xếp bi 85k. Hai đen. Mà hai đen cho chị Nguyễn Nhung ở Lộc này. Hai đen là xếp hả? Cái này đúng không? Bao nhiêu? 85k em hết đúng không? Dạ không, cái đó 89 á. Cái nào? Kia mà. Dạ, xếp đó 89k. Ok. 89 cho chị. Cái này 85 đúng không? Dạ. Ok. Rồi cái đầm sơ mi mấy chị ơi. Chào chị Tuyền Nguyễn nha.
chị nói đấy, đầm sơ mi comment mã cam cho em đầm sơ mi nhá. Đầm sơ mi giá 95k thôi mấy chị ơi, rẻ ơi là rẻ, đẹp ơi là đẹp nha. Đầm sơ mi 95k. Chị nào lấy comment sơ mi cho em 40 cân đổ lên và 56 cân đổ về ha. 45 cân đổ lên, à 40 cân đổ lên và 56 cân đổ về. Tại vì eo của nó có bo ngay cái sợi dây này mấy chị. Cam cho chị Hiền Dinh. Cam cho Hiền Dinh luôn. Cam chốt cho chị Hiền Dinh nha. Hiền Dinh cam. Cam nè, 95k. Hiền Dinh. Bộ bi. Bộ bi cho 85k mấy chị. Thì nó lấy cam 95k này. Mà bi 85k nha. Mà bi 85k một em xếp bộ này. Xếp bộ của bi 85k này. Bi vùng đùi nha mấy chị. Đọc kế đi em. 1m652 cân đổ về. 1m652 cân đổ về, eo của nó tầm 70-72 là cùng nha mấy chị nha. Cô cô dạ. Nhưng mà cái áo. Ừ, áo tầm 72, 52 52-50 cân đổ về á. Rồi comment liền cho em mà bi ha mấy chị, mà bi. Mà bi 1m650-52 cân. Mà bi cho em 85k. Mà bi này mà bi đẹp quá. Mà bi mặc ở nhà xinh, mà bi chơi cũng đẹp. Và bi cái tên, bi cùng đùi nha. Và bi nha mấy chị ơi, comment bi ha. Chị nói lấy bi chút mà bi chê. Còn nhiều đồ. Chị xe like nhiệt tình giúp em nha mấy chị. Xe like nhiệt tình ha. Đầm tầng mấy chị ơi, đầm tầng 3 tầng luôn. 3 tầng dễ thương cực kỳ luôn, 90k. 3 tầng 90k nha mấy chị, 90k. Chị nói lấy comment cho em mã của nó là mã 3 tầng. Comment bà 3 tầng cho em. 3 bi. Tầng nha. Bi cho chị Trang Nguyễn nè. 85k. Bi tầng. Bi cho chị Trang Nguyễn 85k nha. 3 tầng 90k. 3 tầng mã 3 tầng 90k này. Mã bi của chị Trang Nguyễn là 85k nha chị ơi. Rồi 3 tầng cho em 90k. Rồi comment mà 3 tầng giúp em đấy chị ha. Mẫu này mặc đi làm cũng đẹp, đi chơi cũng đẹp đấy chị nha. Đi làm đi chơi đều đẹp hết. 3 tầng giúp em, yêu cô dạng luôn. Yêu tới 80 mang cũng ok mấy chị ha. Chị nói yêu 80 mặc cũng ok luôn. Đây, mét 6 thì khoảng 50 anh chị, em cái gì? Đây, mét 6 này. Mét 6 thì khoảng 55 cân đổ về nha. 55 cân đổ về, 56 cân đổ về á, mét 6. Và một cái đầm rất là dễ thương. Màu hồng ngọt ngào luôn. Em sẽ mặc thử mẫu này dễ thương lắm. Màu hồng xinh xắn nha, mẫu này 85k. Mẫu này 85k, chị nào lấy mẫu này comment cho em mã của nó mã 40 nha mấy chị nha. Mã 40 85k nha, mã 40 85k. Chốt 40 cho em nè. 40m652 cân đổ về. 40 1m652 cân đổ về 85k nha mấy chị ơi. Mà 40 cho Trang La La. 40 cho bà Trang ha, 40 dễ thương quá à. Mặt của chị mặt của sáng da kìa. 40 cho Trang nha. 40 cho Trang mặt sáng da cực kỳ luôn. 40 cho Trang nè. 40 cho Trang này. 40 chốt cho Trang nha. Rồi mẫu này mấy chị ơi 79k một em nha. 79k một em. Có 79k thôi. Đây 79k. 79k nha các tình yêu ơi, 79k. Cái này bao nhiêu? Dạ cái đó 85k. Cái này mặc như vậy đó. Eo bo thun nha mấy chị ơi, 79k chị nào lấy comment cho em mà 79k màu nha, có nhiều màu mấy chị nha. Nhất là mã 79 này, mã 79 eo bo thun 79 này, 79k nha mấy chị ơi. Có nhiều màu nha. 79k màu cho em này, có nhiều màu nha. Chất là chất phi lụa mấy chị nha. Màu gì màu gì, màu kèm màu mà có màu. Rồi, gì chất đâu. Phi lụa nha, màu màu đỏ màu vàng. Màu đỏ màu vàng. Màu xanh. Đỏ vàng xanh đen 79k thì 79k nè, chất phi lụa nha, chất đầm là đầm phi lụa mấy chị nha, dễ thương, đuôi cá đuôi xòe xòe, à không phải đuôi cá mà đuôi xòe xòe dễ thương nè, nó may hai tầng rất là đẹp ha. Vàng đây
có 79k thôi. Cái này siêu lỗ nha, màu nem siêu nha. Có mức ngực luôn hả? Có không ta? À không. Rồi màu này rất là dễ thương luôn. Đây vàng, đỏ, xanh đen. Xanh đen nha, cưng chưa? Chị dễ thương sang trọng ghê. Cái màu này thậm chí nha mấy chị, màu này mấy chị mặc đi chơi, đi tiệc cũng ok luôn. Đi tiệc sinh nhật đồ cũng rất là dễ thương và sang trọng nha. Tại cái vải này nhìn nó rất là sang. Màu vàng. Rồi có 3 màu thấm chị ơi, màu này có 3 màu thôi ha. Màu này có 3 màu thôi ha. Rồi chế nào lấy màu nào, chốt màu đỏ cho em nha. Lấy màu ô màu nào chốt màu đỏ đi nha. Mà gì ở nhà mới đọc màu này mà gì. Mã 79. 79 đúng không? Rồi 79 cho em nha. 79 kèm màu giúp em ha. Vivi lấy màu 79 vàng cho Vivi nè. 79 vàng cho Vivi ha, 79 vàng cho Vivi. Wow, cái này là lụa luôn, đẹp chưa? Cái này giống cái đầm của bà Trang La La này. Đây, nhưng mà màu này màu nhẹ hơn ha. Chỉ đâu màu này chốt cho em mà, của nó mã số 2 đi. Chốt mã 2 giúp em nhé, mã 2. À, 1m6 này 52 cân đổ về ha. Chốt mã 2 giúp em, vải lụa cực kỳ đẹp. Rồi vải này đẹp quá. Mã 2 cho em nhóm chị, mã 2, chốt mã 2 giúp em. Quá đẹp luôn á. Mã 2 này, chị nói đấy 2, chốt mã 2 giúp em luôn nha, mã 2. Comment 2 nhiệt tình luôn mấy chị ơi, mà 2 giúp em. 79 vàng cho chị Hiền Dân nè. 79 vàng cho Hiền Dân. Rồi mẫu này cực kỳ xinh nè. Chắc thấy cái này ra quá này, đẹp quá. Chia sẻ bàn tay mấy chị ơi, comment nhiệt tình chia sẻ bàn tay giúp em nha. Mấy chị comment nhiệt tình chia sẻ bàn tay mấy chị nha. Đây, cưng chưa? Rất là dễ thương luôn ha. Cực kỳ đẹp. Chị nữ ơn mẫu này comment liền tay giúp em nha, mã số 2 nha, mã số 2. Comment mã 2 giúp em, cắt lên vài cái nữa. Rồi. Wow, đầm sơ mi còn đỏ nữa nè. Chị nữ lấy đỏ chút mà đỏ cho em. Mà đỏ nha, mà đỏ 95k. Chị nó lấy comment mà đỏ giúp em ha. Cái đầm em đang mặc giá là 85k nha chị. Đầm đang mặc giá 85k. Hoa tầng như vậy, vải lụa mềm lắm. Mềm đẹp lắm nha. Đẹp cực kỳ, cổ bắt chéo như vậy, rất là modern ha. Rồi đầm sơ mi nè mấy chị. Đỏ cho chị Hiền Dân nè. Đỏ 95 cho Hiền Dân. Đỏ sơ mi 95 cho Hiền Dân ha. Rồi chốt chị Hiền Dân luôn. Đây Hiền Dân. Chị Hiền Vinh nha. Rồi cái màu đầm hot girl mấy chị nha, đầm hot girl. Chị nào hot girl thích mặc đầm hot girl này. Đây đầm hot girl cực kỳ dễ thương. Đây nha mấy chị, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này xe ép nha mấy chị, xe ép đầm hot girl này, xe ép nha. 3 vòng chuồng xịnh luôn. 3 vòng chuồng xịnh mấy chị nha. Mẫu này giá của nó là 85k. Chị nào lấy comment mà hot girl cho em. Hot girl 85k nha. Comment hot girl cho em. Hot girl ha. Hot girl đẹp lắm, dễ thương lắm. Lưng hở lưng nha mấy chị, hở lưng. Hot girl tầm mét 6 khoảng 40 46 cân đổ về á. Còn eo lý tưởng luôn mấy chị ơi. Còn eo này chắc tầm khoảng 65 thôi. Eo 65 nha. Còn eo lý tưởng luôn. Đây, chị lấy hot girl, comment hot girl cho em, hot girl 85k nha. Comment hot girl cho em. Mã hot girl. Xếp. Nên xếp cho mấy chị luôn. Xếp váy nha mấy chị nha. Xếp váy ha. Xếp váy 74 nha, 1m6. Nhưng mà áo này chứ tầm 1m652 cân à. 1m652 cân nha. Đây xếp 1m652 cân mấy chị nha. Rồi xếp 90k luôn. Chị nào lấy xếp comment mặc xếp cho em nha. Mặc xếp chân váy lưng cao 74. Cái loại áo của nó là tầm 1m652 cân đổ về. Comment mặc set 90k cho em. Set rất đẹp cực kỳ ha. Set 90k. Comment set cho em luôn nè, mã set. Mã set 90k nè mấy chị ơi. Mã set 90k nha. Comment mặc set cho em. Set 90k nha mấy chị. Comment set ha.
chế đi ngủ hết rồi. Đi ngủ hết chưa mấy chế? Đi ngủ hết rồi thì mai lên nha. Xét cho su bôi trường này. Xét cho su bôi trường. Đèn á, đèn kia 6 mệt. Không. Ồ đúng rồi. Xét cho su bôi trường. Xét cho su bôi trường ha. 90k đúng không? Dạ đúng. Xét cho su bôi trường. Còn áo len không chỉ. Trời ơi, áo len mua hết rồi. Dung cổ yếm. Dung cổ yếm ấy chị nhá. Chế nào cái dung cổ yếm cầm lên cho em mặc cổ yếm đi. Chế nào lấy dung cổ yếm cầm lên mặc cổ yếm cho em nhá. Mặc cổ yếm ấy chị nhá. Dung cổ yếm bao thùng 1m6 khoảng 54 cân đổ về á. Dung cổ yếm giá 95k. Dung cổ yếm giá 95k. Cầm lên dung cổ yếm cho em. Đâu. Dung cổ yếm là 95k này. Eo bao thùng tầm 1m6 54 cân đổ về, eo của nó co giãn được tới 78 luôn nha. À, còn đây là cái đầm có quần mấy chị ơi, cái đầm này có quần luôn ha, đầm này có quần trong luôn. Đây, một cái đầm vàng hai dây rất là dễ thương, có quần trong luôn mấy chị, mặc mấy cái màu này mấy chị mặc đi chơi hoặc là xếp đi Tết có đẹp ha. Xếp mặc còn. Xếp mặc là eo 68 đổ lại thôi nha, 99k. Vàng 89k. Chị nó lấy vàng, cầm em vàng cho em, vàng có quần trong mấy chị nhá. Vàng có quần luôn ha, đây này quần của nó này. Rồi chị nó lấy vàng, chúc mã vàng cho em nha, mã vàng. Mã vàng này 1m6 52, 53 cân đổ về, tại vì đằng sau của nó có co giãn luôn mấy chị ơi. Đằng sau có co giãn luôn ha. Chị nó lấy vàng, chúc mã vàng cho em nha. Mã vàng dễ thương có 89k mã vàng. Mã vàng 89k ha. Chị nó coi chút cho. Chúc vàng cho em nha mấy chị, mã vàng. Ngủ hả? Hát lai hả? Đi nói chuyện mà chị mà chị dung quá. Dung đẹp mà đẹp mà. Rồi mấy chị ơi, xe like mấy chị ơi. Xe like nhiệt tình giúp em nha. Xe gì á? Xe vừa nãy chị mặc còn không? Xe gì? Không biết. Xe gì á chị? Hỏi thế bó tay rồi. Chị hỏi sẽ gì vậy chứ? Hỏi là khó quá. Chiều mai em qua lấy. Ok bé, qua hỏi cho anh nha. Dung mà mấy chị. Dung cổ yếm nha. Chị đã lấy dung này, chốt mà dung cho em. Mà dung nha, mà dung 90k. Dung 90k cho em là dung cổ yếm ha. Thì chị dễ thương luôn. Chị còn lấy dung chút chưa? Nào không để em trải chị còn quá trời, nó đưa lên mà có chốt đâu. Bà nào á? Bà Thích Phạm. Thích Phạm á hả? Còn mà, hôm nay cho con ngủ hay sao? Chắc dậy quá. Đó, chốt dung cho em 90k nha chị nha, dung 90k. Dung nè, dung bi cổ yếm nè. Rồi dung mà. Dung hoa luôn mấy chị ơi, dung hoa. Màu này tầm 1m50-57 đổ về thôi, 1m6 thì nó sẽ bị đụng ở đây nè mấy chị. Em thì còn dư khoảng 4 phân thôi, em mặc còn dư khoảng 4 phân. Nhưng mà chế nào á mà cao cao á thì sợ mặc bị đụng á. Em còn đầm len nhiều thôi nha chị ơi. Chị nào lấy cụ yếm, cầm em cụ yếm cho em. Rồi dung nè mấy chị, dung hoa nha. Chị lấy dung hoa mút ngực. Cái này dung này thì khỏi cầm mẫu ngực mấy chị ha, khỏi mẫu ngực luôn. Dung hoa cái mút ngực. Khỏi cái áo len không kìa. Ở đây em còn chị ơi. Ở đây em còn ha. Ở đây còn chụp khác không, bất thận rồi, ở đây nó không tốt cho bà cái. Ở đây em còn chịu khác không mà. Ở đây hồi này bao nhiêu mẫu lên hết rồi còn ít à. Bao mẫu em lên hết rồi còn ít à. Rồi chị nào lấy dung hoa, cầm dung hoa cho em 1m6 54 cân đổ về dung hoa luôn. Dung hoa tầm 1m57 đi, 57. 1m57 khoảng 52 cân đổ về ha. 1m57 đổ xuống 52 cân đổ về, cầm em mã dung hoa cho em. Dung hoa luôn. Đây dung hoa luôn ha. Chị lấy dung hoa, chút dung hoa cho em luôn nha. Lấy dung cổ yếm, chút dung cổ yếm. Dung hoa, dung cổ yếm. Dung hoa cho mi hiền này. Dung hoa cho mi hiền.
À em đúng thung không? Dạ, bao thung hiền mặt vừa. Hiền mặt vừa. Dung hoa cho mi hiền em bao nhiêu tiền em ơi? Dạ, giá là 90k. Dung hoa 90k cho mi hiền nha. Dung hoa 90k cho mi hiền nha. Rồi Dung cổ diễm có chế nào lấy không? Comment cổ diễm cho em luôn. Rồi thử cái đầm này nha. Chị nào lấy đầm này comment mã cam cho em nè. Cam 3 tầng hả? Cam này eo nhỏ các chị ơi, eo này 70 đổ về thôi. Cam eo 70 đổ về, cam này dễ thương quá. Để mặc đi lễ hả, để chứ. Có lên trên sao? Này nó mặc cái trên đó. Rồi chị nào lấy cam comment mã cam cho em. Cam nha chị yêu ơi, cam 3 tuần nha. Chút cam nha. Cam 95k. Mã cam 95k 3 tầng nha mấy chị ơi. Comment mã cam cho em nha, cam. Chút cam luôn. Mà cam nha chị yêu ơi, mã cam nha. Chút cam cho em luôn nha. Rồi, lên 2 mã là lên móc lai nha mấy chị ơi. Kéo 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 nha, kéo. Cứ hỏi đi, mặt cam luôn. Rồi, lên tiếp đi. Lên cái dùm dùm 85k. 85k nha chị nhé. Sang chẳng tuyệt tùy luôn á. Dùm nhung mấy chị nha, 85k. Chị nào đi dùm này comment cho em mà nhung đi. Dung nhung này 60 cân cũng vừa luôn. Dung nhung này 60 cân cũng vừa xe to nhé. Chị lấy nhung chút nhung cho em nè, mà nhung. Dạ yeah. Đọc lại cho em đó. Mà nhung này 85k. Mà nhung 85k nha. Mà nhung 85k nha mấy chị ơi. Rồi mà nhung cho em luôn mấy chị nha. Mà nhung chút nhung cho em luôn. Nhung đẹp quá. Lên còn không cho em coi cái. Rồi mà nhung nha, chỗ nhung đẹp chưa. Nhung này mà chế nào dung nhắm chế. Chế nào mùa lạnh đó em nó thật sự á. Đó. Mặc rất là sang chảnh luôn rồi. Và mặc vào ban đêm khi đi chơi nhắm chị ơi. Đó, nếu ở Sài Gòn mặc buổi tối đi chơi cực kỳ đẹp nha. Nhung này nhung xịn luôn. Nhung hàng Hồng Kông mấy chị nha. Hàng Hồng Kông là 130 một chiếc đó mấy chị. Em sale có 85k. Mã nhung cho chị Mai Trang nè. Nhung cho Mai Trang 130 sale 85. Chị Mai Trang là bảo nhận cái này về là Mai Trang chị có thích thôi. Rồi cho Mai Trang luôn. Nhung chốt cho Mai Trang. Nhung cho Mai Trang ha. Ok. Nhung cho Mai Trang nha. Ok để đi. Bà gì nhỉ? Bà gì hồi này hỏi Len này giờ á? Đầm nha mấy chị. Rồi em đầm này nó bị một chấm vài chấm đen đen một xíu khó thấy mấy chị nhá. Cái này mình mặc ok đi làm ok nha. Đây. Bị mấy chấm đen em sale mấy chị ơi, sale 60k nha. Nó bị mấy chấm đen nhỏ nhỏ mấy chị cũng khó thấy lắm nha. Cái này tóc mình xả xuống nó không thấy đâu ha. Em sale luôn 60k. Chị nào lấy chốt liền cho em nè. 60k chút mặc 60 cho em mấy 654 cân nha, mấy 654 cân. Eo em này tới 78 luôn á. Eo tới 76 chứ 76 77 luôn á. Rồi chị nào lấy đầm này chốt mã cho em liền này. 60k. Sale 60k nha chị nha, sale 60k. Ôi đầm này đẹp quá. 60k giúp em. Đầm quá đẹp luôn. Đầm này mặc đi làm là nhất luôn á. Rồi đầm quá đẹp. Sale 60k. Mã 60 giúp em. Mã 60 60k nè. Đợi chút đi Bút Phạm ơi, mã 60 cho chị Bát Mộc nè. 60k nè. Đầm Hồng Kông mấy chị nha, đầm Hồng Kông. Còn hai màu nâu và hồng. Em sale nên em sale 99k nha, 99k. Màu này 130 mấy chị nha, 130 sale 99k. Còn hai chiếc duy nhất thôi, một cái nâu và một cái hồng ha. Chị nào lấy nâu comment nâu, chị nào lấy hồng comment hồng cho em. Màu này 1m6 khoảng 58 cân đổ về ok luôn. 58 cân đổ về ok luôn ha.
Rồi, hồng với là nâu cho em. Hồng với nâu cho em ha. Hồng với nâu 99k, hồng và nâu 99k. Hồng comment hồng, nâu comment nâu cho em. Nét 658 con đủ về nha. Hồng với nâu cho em. Nói chung là phong to á. Gì bà biết phạm ở đâu cái gì vậy? Áo len đó hả? Biết phạm đòi áo len đó hả? Hả biết phạm? Biết phạm đòi áo len hả? Áo len còn đồ đòi. Áo len còn mấy màu như vậy đó nè. Áo len dày hết rồi biết phạm ơi. Len dày hết rồi nha, chỉ còn len vừa vừa thôi. Đây còn cái này là dày nhất nè. Đây nhá. Áo len nè. Biết phạm lấy màu gì thì chốt nhanh chứ len một lần sơ thôi ha. Chiều lắm luôn á nha. Cái này là chiều lắm luôn mới lên lại nè. Rồi mà này mà một này còn một chiếc. Mà một. Mà một nha. Rồi mà hai nè. Mà hai còn một chiếc luôn. Mà hai cũng còn một chiếc nha. Lấy mà hai chút mà hai luôn. Mà hai thì lên dày ha. Mà hai còn một chiếc. Mà một còn một chiếc. Comment một, comment hai cho em. Một hai nhắn chị mà một mà hai cho em. Còn ít là biết Phạm ơi. Còn ít áo len thôi. Chị ơi, chị nào đang xem ABC Z lên cho em đi. ABC Z lên nha. Chấm 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 lên cho em nha. Chị nào đang xem chấm chấm lên cho em biết ha. Biết là chị nào đang xem nha. Nhiều khi mấy chị để điện thoại chế độ auto á, để em biết rằng còn nhiều người ít người để mà em còn like tiếp ha. Rồi. Ok luôn. Mà 1, mà 2 cho em xuống nha. Đó, còn 2 chiếc này, 1, 2 này. Còn một chiếc rốt tốt nữa. Rốt tốt mà 3 này. Mà 4 nha, mà 4, mà 4, mà 4 đây. Mà 4 này. Mà 4 đấy ha. Mà 4. Đó. Mà 4 cho em luôn. Đây là mà 4 nha. Áo len này thì mát mà Sài Gòn vô tư nha. Mà Sài Gòn ha, đẹp. Cái này mà Sài Gòn mát lắm. Đẹp mát ha. Rồi mà bốn luôn. Rất tốt rồi nhờ. Mà bốn luôn ha. Hết rồi, còn hết rồi biết Phạm ơi. Còn mấy cái à. Thôi em offline luôn nha mấy chị ơi. Offline nha, ngày mai gặp lại nha. Ngày mai gặp lại mấy chị ha. Bye bye. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Thôi em offline đi. Chị nào cần trắng da, chị nào cần đẹp da thì nhớ múc em tư vấn hết nha mấy chị ơi. Đó, đằng sau em là kem Queenie ha. Kem em đang xài á. À còn nước hoa, chị nào lấy nước hoa em còn 3 hộp nước hoa rồi. Khách không mắc máy á. G9VV nha. Em còn 3 hộp nước hoa rồi, không mắc máy. Chế nào lấy nước hoa ha. Em sale là 120 nha mấy chị ơi. Còn đúng 3 hộp à, sale 120 nè. Ôi thích nè. Rồi sale 120, còn đúng 3 hộp nha. Nước hoa. Nước hoa còn đúng 3 hộp, sale 120 luôn mấy chị. Đây người ta bán 200 ha. Em sale luôn tại còn đúng 3 hộp thôi. Chị nào lấy chốt mà nước hoa cho em. Chốt mà nước hoa giúp em nha. Còn 3 hộp. Bán cho 3 người thôi ha. Thơm lắm. 4 cái 4 mùi nha. Chị nào lấy 120 comment lên cho em để em sale cho hết luôn nha. Còn 3 hộp thôi. Chị nào lấy comment lên nhanh tay giúp em nè. Mà nước hoa cho em nha. Nước hoa. Nước hoa cho xem mông lên 1 hộp nè. Thơm lắm. 4 hộp là 4 mùi nha. Thơm cực kỳ. Thơm vô cùng luôn, một mùi, mùi nào cũng thơm hết. Thơm này là thơm ngọt nha mấy chị, thơm ngọt, thơm dược nhẹ á. Chứ không phải là thơm đồng ha. Thơm cực kỳ ha. Cái này khách em mua tặng cô giáo nhiều. Mua để tặng cô giáo nhiều lắm nha. Như dịp 20 tháng 10 á. Rồi nước hoa cho xem mông lên. Nước hoa cho chị 120 à. Ok Mai Trang thì đó Mai, Mai gì đó, chị nước hoa gì của chị để đó em. Nấu là sao ta? Nước hoa cho xe mông lên 1 hộp nè. Nước hoa cho chị Cao Cô Thảo 1 hộp nè. Chị Huỳnh Linh 1 hộp. Huỳnh Linh ơi, Huỳnh Linh cho em thông tin đi Huỳnh Linh. Ok chị Mai Trang nha. Huỳnh Linh cho em thông tin nha. Còn nước hoa không có mấy hộp. Hết 3 hộp. Nước hoa Huỳnh Linh cái cũ em ơi. Huỳnh Linh cái cũ hả rồi về xe mông lên Huỳnh Linh Cao Cô Thảo không hết nước hoa nè. Hết nước hoa rồi. Có gặp gì vậy không? Có. Đi bao hộp là chị. Cô chip su. Chị nào chưa có cô chip su hay là nhận cô chip su về rồi thích thì comment chip su lên cho em nhé. Chip su, chip su thì em hết rồi. Chị nào lấy chip su nữa thì để em lấy thuộc xỉ nhường cho mấy chị ha.
nhường cho mấy chị vài hộp nữa ha. Chip su là em vừa bán lẻ, em vừa xỉ hết rồi còn. Đó, còn chị nào mà chưa có chip su á, cứ comment lên thì em nhường bớt của xỉ đồng cho mấy chị vài hộp ha. Có không? Tiền nguyên đồng cam em đặt có không? Ok, đầm cam em đặt có không? Ủa Tùy Nguyên comment đầm cam. Cam nào ta? Comment cái cam chứ đang mặc á hả? Không, không ok dùm chị nhá. Nãy giờ bị ổng comment hay sao không có thấy comment. Tùy Nguyên ơi, nãy giờ Tùy Nguyên bị ổng comment hay sao á? Không thấy Tùy Nguyên comment ha. Rồi, offline mấy chị ơi. Chị nào bị nám nha, chị nào bị nám sử dụng ngay cái nám, đảm bảo mấy chế một hộp này thôi là mấy chế sẽ bớt nám đi rất là nhiều nha. Đó, còn cái này là kem nám này là nó làm thay đổi sắc tố melanin dưới da chứ không phải bong chóc, bong chóc da lên, cho nên mấy chế yên tâm về độ an toàn của nó. Đó là nó là gọi là nó được bị danh là mỹ phẩm sạch ha mấy chị, mỹ phẩm sạch từ thiên nhiên. Đây, chị nào mà bị nám chốt liền kem nám mà xài mấy chị nha, kem nám này hiệu quả lắm, hát em cho feedback rất là nhiều ha. Với lại body lụa, body lụa có xem mông lên sẽ bông lên với mấy chế thì em thích bắt tốt lắm, thơm ha, à, thơm dịu nhẹ đó, rồi trắng sáng luôn. Đây là chai ủ nha mấy chế, chai body của em đâu, à chai body bên kia. Rồi chế nào lấy body, body này á, một chai này là 100, chai ủ là 186, còn chai body lụa là 189 nhé, chai body lụa là 189. Đây body lụa đây mấy chị, đây là lụa nha mấy chị. Đây dòng này thì không có phân ngày đêm, dòng này có cả chống nắng luôn, nó không phân ngày đêm ha. Nhìn rất là sang đúng không? Cái này là 189.000 một chai body này nha mấy chị. Còn cái này là 186, còn combo này là 375 ha, combo là được free ship ha, có một combo là free ship. Đấy ha. 375. Còn cái này là 295, được tặng kèm, hộp này được tặng kèm với lại serum nha. Hộp được tặng kèm serum. Chai serum nhỏ nhỏ vậy này mấy chị, chai serum mini á. Đấy ha, serum mini. Chế nào bị nám xài kèm với toner nha, cực kỳ nhanh hết mấy chị ơi, nhanh hết nám lắm, nhanh hết nám tàng nhang lắm nha. Cái này khách em cho em feedback á, khách cho feedback rất là tốt ha. 295.000 cái hộp này nha mấy chị, xài được chắc phải hơn 3 tháng á. Body lụa xài bao đà, kem trắng body, kem gì chị? À Quỳnh Linh hỏi kem trắng body á, ok trắng body. Ủa sắp hết pin rồi, để tư vấn một xíu với mốt ha, pin báo sắp hết rồi. Đây body, body là mấy chế có thể xài body lụa nha. Hoặc là chế nào muốn đặc trị nhanh trắng á thì mình có thể xài body ngày và đêm. Body ngày á, body ngày thì chuyên dược vào ban đêm thôi. Còn body đêm á, body đêm quên nhầm, body đêm là chuyên dược vào ban đêm thôi. Còn body ngày á là chuyên dược vào ban ngày nha. Nó body ngày á là nó có thành phần chống nắng, còn body đêm á là nó trong khi mấy chị ngủ á, nó vẫn dược trắng da cho mấy chị trong khi mấy chị ngủ nha. Cái này là bù, cái này trên da em chưa có bôi một xíu gì kem hết á, chưa bôi một chút xíu gì kem ha, mặt cũng vậy mà không nên lên vội vội vàng vàng lên like, cũng chẳng có bôi gì hết á, bôi chút son à, bôi chút son thôi ha. Hôm nay vội vội vàng vàng lên like không có bôi gì hết á. Phay đêm phay ngày, bên em có dòng phay đêm phay ngày, rồi body đêm body ngày, rồi combo lụa, combo lụa ha, combo lụa thì mấy chị xài một combo này, mấy chị không cần phải phân ngày đêm, cái này cũng body luôn nhưng mà không cần phân ngày đêm ha, nhưng mà tiết kiệm hơn. 375 mà thấy hai sản phẩm ha. Đây em sẽ test body này lên cho mấy chị. Body này là xài dành cho chế nào mà da mẩn cảm á mấy chị. Da chế nào mà nhạy cảm nè, hoặc là da chế nào mà kiểu như chưa bao giờ xài kem á, chưa bao giờ xài kem á mấy chị. Đó là mình muốn test thử, mình muốn thử bắt đầu thử xài kem á, là mình xài body lụa ha. Trời thơm quá, mùi thơm quá, thơm phức luôn. Đó mình có thoa về ngấm lắm nha, kem cực kỳ thấm, kháng nước nữa nha. Đây em bôi chút xíu lên đây ha, bôi một chút lên là mịn màng hẳn luôn nha, mà thấm cực kỳ. Đó xem mông lên xài, xem mông lên khen lắm luôn á, rất là thơm mà mịn cực kỳ ha, không biết chích nữa. Cảm ơn Sen nha, Sen vô Sen Bia dùm chị luôn, làm đại sứ thiên kiều của chị luôn. Đây tìm Nguyễn hỏi gì kìa em, thì A của mẹ A lên không biết sao còn tốt đồng cam nào cũng không thấy. Tùy Nguyễn, Tùy Nguyễn ơi, Tùy Nguyễn chúc cam gì á, Tùy Nguyễn, Tùy Nguyễn chúc cam gì á? Cam đang mặc hay sao em? Phay đêm, em nhắc giá chị nghe nha, phay đêm là 295, phay ngày là 285. Chai ủ sao chị, chai ủ hả? Chai ủ xài dạ, đơn giản lắm, một tuần dạ, xài 2 lần. Dạ, chị Tùy Nguyễn, em báo cho Nguyễn đi. Tùy Nguyễn, dạ. Ủa vậy là Tùy Nguyễn lấy cái đầm em đang mặc hả?
lấy đầm chị đang mặc và chị để cho Tuy Nguyên nha. Anh ghi nốt lại cho em cái đầm em mặc cho Tuy Nguyên. Giá 90k. À giá 95k. 95k nha Tuy Nguyên ơi. 90k. 90, 95 nữa. 90. Chốt giá là 90k đúng không? 95 nhưng mà sale luôn 90. Kem trắng body. Kem trắng body kia là kem gì chị? Kem trắng body là chị có thể xài chai một combo của lùa. Hoặc là xài chuyên sâu. Dù chuyên sâu á thì có body đêm và body ngày nha. Đây em vừa mới thoa ủ lụa lên mấy chị ha. Cái ủ này là thơm lắm, thơm mùi nho nha. Mà da mấy chế một tuần ủ cho em hai lần. Ủ thì mấy chế bôi giống như kem vậy á. À, sau 30 phút thì mấy chế tắm lại chứ không cần phải ủ ê trong phòng tắm nha. Còn tắm trắng á, có tắm trắng luôn mấy chị nha. Tắm trắng trà xanh thì ủ ê trong phòng tắm khoảng 30 phút rồi sau đó tắm lại cho em. Cực kỳ trắng. Bật tông nhanh vô cùng ha. Còn cái ủ lụa này thì trắng từ từ nha. Đây, sau khi ủ rồi ủ 30 phút tắm lại cho em một tuần ủ 2 lần. Rồi sau đó mình bôi body lụa lên nhé. Tẩy tế bào chết cũng vậy nha. Nhớ là sẽ kem body mấy chế nhé, thường xuyên tẩy tế bào chết cho em. Mấy chế mua body đêm á hoặc là body ngày sẽ được tặng một gói tẩy tế bào chết ha. Để em lấy body cho mấy chế coi. Body ngày của em lấy lên nhỉ? Body ngày hả? Không biết con này con đêm hả? Đó body ngày đó. À, đây. Đây. Nè. Đây là bộ dưỡng chuyên sâu mấy chế ha. Đây là bộ dưỡng chuyên sâu nha. Ngày và đêm. Đây là một bộ combo body giữa ngày và đêm mấy chứ nha. Đây là một combo luôn ha. Combo này là ngày này, còn cái này là đêm nha. Cái này mấy chế dưỡng nó sẽ dưỡng trắng chuyên sâu luôn. Nó trắng rất là nhanh. Sau một tuần thôi mấy chế đã bật được 2 tông rồi ha. Tắm trắng bao nhiêu chị? Tắm trắng là 190, ủ lượng là 186. Tắm trắng thì một tuần nên tắm một lần thôi. Chỉ nào đen bẩm sinh thì 4 ngày tắm một lần. 4 đến 5 ngày tắm một lần ha. Rồi đây body ha mấy chị. Đây là chất kem của body nha, thơm phức luôn. Thơm mùi nước hoa trên nhiễm của cô nữa ha. Đây. Sẽ lấy ông của cô luôn. Ừ. Thơm lắm. Hoa ly trên nhiễm của cô. Hoa ly trên nhiễm của cô. Cái này kháng nước luôn nha mấy chị. Kem body này kháng nước luôn nha. Cái này mùi đè lên cái body lụa này luôn á. Để thấy cái độ thấm của nó cỡ nào. Bôi cái này trắng trắng vô cùng luôn mấy chị ơi. Mấy chị mà đi tiệc á, đi vội vàng mà da chưa kịp trắng lên á, mấy chị có thể bôi cái này làm cái lớp make up. Em nói nó trắng vô cùng mà nó không có bị bết dít. Nó mịn vào trong da, nó thấm vào trong da luôn ha. Đây, để em so sánh hai tay cho mấy chị coi. Bên này chưa xài kem, mới xài ủ thôi. Còn bên này là xài kem rồi, khô hết rồi nha mấy chị. Khô trong một vài giây ha. Ủ nữa nè, ủ nó cũng khô trong vòng vài giây luôn, không biết dít một xíu nào luôn nha mấy chị em, mà trắng vô cùng, mà trắng thật không trắng ảo nha, nhìn da chị nó trắng thật không lộ phân kem luôn. Cái này 200, đêm là 295, ngày là 285 nha. Đêm 295, ngày 285. Mấy chị nào mà da mẩn cảm với kem á cũng đừng có lo, tại vì kem dòng kem Winnie này á là nó chống dị ứng nha, nó chống dị ứng luôn, mấy chị đừng có lo ha. Ok, Tuyền Nguyên có địa chỉ nè. Bến Đò Bà Nhỏ ha. Ở tỉnh huyện Cần Duộc, tỉnh Long. Tỉnh Long gì á nhờ? Long An. Long An hả? Tẩy tế bào chết thơm lắm luôn, xài thích lắm. Mấy chế tẩy tế bào chết thì giá của nó là 220 nha. 500g mấy chế có thể xài được tới 4 đến 6 tháng á. Đó là tẩy tế bào chết ha. Một hũ dừa to 500g luôn. Đó là tẩy tế bào chết nha. Mấy chế xài tiết kiệm lắm, được 4 đến 6 tháng. Nhìn chị trắng xoa lên nhìn giống nhau. Vâng, Tuyền Nguyên cho xin số điện thoại luôn em nha. Để test anh Giang được không? Đây nè, hai tay cũng khác biệt mà. Có độ khác biệt, cái này trắng hơn đúng không? Bên này trắng mịn hơn nè. Okay. Bên này bôi ủ nó cũng trắng hơn rồi. Nhưng mà nó không trắng mà bôi kem ha. Bôi kem nó trắng và mịn hơn nè. Đó, rất là trắng mịn. Mà chắc cứ xài đi, sắp Tết rồi. Mình lo mà xài kem đi, Tết mặc đồ cho nó đẹp. Đi thăm bà con, họ hàng ha. Để người ta nhìn mình sau một năm quay lại thì em vẫn xinh và trẻ như xưa, mặc dù em nay đã 28, đó ví dụ vậy ha. Rồi thôi em offline đi mấy chị ơi. Chị Kiệt Nhang đầm vàng 60 là gì nhờ? Thôi em off nha mấy chị ơi. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chị nào mà cần tư vấn kem hay chốt kem gì á thì có gì em book cho em để em tư vấn nha. Nên book đi, em bận lắm nhưng mà em sẽ tư vấn hết luôn. Kem chuyên sâu ban đêm. Chị Kiệt Nhang lấy kem chuyên sâu ban đêm hả? Chị Nhang là ấy nhờ? Cho em thông tin đi Kiệt Nhang, để ngày mai nhân viên alo chị ha. Chị cho em thông tin nha. Số điện thoại, địa chỉ gì đó ha.
Rồi để em móc đai luôn. G9 cả nhà nha, chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Kem chuyên sâu ban đêm cho em bổ body hả? Vivi ơi, Vivi lấy body ngày đêm hả Vivi? Vivi lấy body ngày đêm hả? Ok, để có gì ngày mai nhân viên em alo cho Vivi nha. Alo chị nào lấy kem cứ để lại số điện thoại địa chỉ, để lại số điện thoại nha. Mai nhân em tư vấn cho nhanh chị nha. Chị nào cần tư vấn thì cứ để lại số điện thoại kia tư vấn ha. Ngày mai em alo tư vấn cho. Ngày mai chốt đơn cho Vivi rồi chị gọi cho Vivi ha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chị Nhan để lại số điện thoại kìa. Địa chỉ luôn chị Nhan ơi. Phải em offline đi. Để lấy số điện thoại luôn cũng được ha. Có gì ngày mai alo ha. Thôi em offline đi, chúc mấy cái ngủ ngon đây. Bye bye.